Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 34. Vì sao không phá trận pháp của họ ngay bây giờ? Ở bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Việc gì phải lãng phí thời gian? Dương Diệp lắc đầu, nói. Lúc này bọn họ đang đề phòng cao độ, huyền khí sung túc. Hiện tại phá trận, bọn họ nhất định sẽ dồn toàn lực chống lại. Khi đó người của ta có thể sẽ xuất hiện thương vong rất lớn. Đợi tới đêm khuya, huyền khí trong cơ thể bọn họ tiêu hao gần hết, ta phá trận không phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi cũng biết nghĩ cho họ nhỉ? An Nam Tĩnh hờ hững nói. Chúng ta là người cùng đường mà. Dương Diệp nói. Trên người bọn họ mang huyết hải thâm cừu, trên người ta cũng vậy, bọn họ đi theo ta, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hy vọng ta có thể dẫn dắt bọn họ báo thù. Bọn họ tín nhiệm ta lại há có thể cô phụ bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Đối với nàng ta mà nói, võ đạo mới là tất cả. Đối với nàng ta mà nói, những cái này đều là không có ý nghĩa. Sở dĩ đi theo Dương Diệp đến Nam Vực, ngoài để thực hiện ước định ra thì còn bởi vì nàng ta muốc đánh với Dương Diệp một trận. Nếu thực lực của Dương Diệp yếu đi hoặc là khiến nàng ta cho rằng không có tư cách làm đối thủ thì nàng ta sẽ không chút do dự rời khỏi ngay. Đối với nàng ta mà nói, võ đạo mới là tất cả. An Nam Tĩnh không thích nói chuyện, Dương Diệp cũng không thích tự tìm mất mặt, lập tức ngồi xuống, người tựa vào cây. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã đến đêm khuya. Tối nay, không trăng không sao, cả sơn mạch là một mảng tối đen. Trong rừng chỉ có vị trí của đám người Bách Hoa Cung là lấp lánh hào quang nhu hòa giống như ánh trăng. Tuy là đêm khuya, nhưng đệ tử của Bách Hoa Cung bên trong Bách Hoa Trận lại không hề có vẻ mệt mỏi, tất cả đều tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng duy trì Bách Hoa Trận đó. Phượng Cần ngồi xếp bằng ở bên trong, tuy hai mắt khép hờ, nhưng thần thức của nàng ta lúc nào cũng từng thời từng khắc nhìn chằm chằm bốn phía, chỉ cần hơi có dị động, nàng ta sẽ có thể phát hiện ngay. Bách Hoa Cung đã biết tình cảnh hiện tại của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cường giả của Bách Hoa Cung hiện tại đã đang trên đường đến đây rồi. Nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, cường giả của Bách Hoa Cung sẽ tới được đây, nói cách khác, chỉ cần bọn họ chống đỡ thêm một canh giờ là được. Có Bách Hoa Trận, chống đỡ một canh giờ, nàng ta vẫn rất có lòng tin. Bộp bộp bộp. Đột nhiên, trong khu rừng yên tĩnh này vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ. Chúng nữ cả kinh, nhìn về chỗ thanh âm phát ra, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng 20 đang chậm rãi bước về phía bọn họ. Nam tử trẻ tuổi này không phải ai khác mà chính là Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt người của Bách Hoa Cung, nhìn Bách Hoa Trận đang lấp lánh, Dương Diệp nói. Đây là Bách Hoa Trận à, thoạt nhìn thì cũng có chút lợi hại, thật sự có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả tôn giả cảnh sao? Giống như đang hỏi Bách Hoa Cung, lại giống như đang lẩm bẩm. Đối với Bách Hoa Trận trước mắt này, hắn kỳ thật cũng không nắm chắc cho lắm. Dù sao đây là do mấy chục cường giả linh giả cảnh và hơn 100 cường giả vương giả cảnh hợp lực chế. Ngươi là Dương Diệp. Phượng Cần đột nhiên nói. Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ ngây ra, nói. Ngươi nhận ra ta à? Nhìn Dương Diệp, trong mắt Phượng Cần hiện lên một tia phức tạp, nói. Ngươi rất giống Phượng Ngọc Sư Tỷ, đặc biệt là mắt, quả thực giống nhau như đúc. Ngươi biết mẫu thân của ta. Dương Diệp đi về phía trước vài bước rồi trầm giọng nói. Nàng ta là sư tỷ của ta. Trong mắt Phượng Cẩn hiện ra vẻ phức tạp, nói. Năm đó ta và nàng ta cùng nhau tiến vào Bách Hoa Cung, thiên phú của nàng ta tốt hơn ta, rất nhanh đã trở thành đệ tử nội môn. Sau khi trở thành đệ tử nội môn rồi thì không ngờ nàng ta về sau lại quen phụ thân ngươi, sau đó yêu phụ thân ngươi, đồng thời vì phụ thân ngươi mà phản Bách Hoa Cung. Nháy mắt đã 20 năm trôi qua rồi. Không ngờ con của nàng ta cũng đã trưởng thành. Nói tới cuối cùng, khi Phượng Cần nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt có một tia ôn nhu, giống như đang nhìn hậu bối của mình vậy. Mẫu thân của ta thế nào rồi? Nữ nhân trước mắt này biết mẫu thân của mình, đồng thời quan hệ hình như rất không tồi, thanh âm của Dương Diệp bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ lạnh lùng như túc ban đầu. Ta không biết. Phượng Cần lắc đầu, nói. Nàng ta bị nhốt ở một nơi bí mật. Người bình thường căn bản không thể tới gần. Nghe vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, Bách Hoa Cung. Đúng lúc này, dị biến nổi lên,
Phượng Cẩn vốn đang ngồi xếp bằng trong bách hoa trận đột nhiên biến mất trong bách hoa trận, mang theo một đạo tàn ảnh nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lập tức một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang đâm vào trước ngực Dương Diệp. Vào một khắc đầu tiên mắt nhìn thấy Dương Diệp, Phượng Cẩn liền quyết định chủ ý, bắt giặc trước tiên bắt vua. Dương Diệp xuất hiện khiến cho nàng ta đã chứng thực suy nghĩ trong lòng. Dương Diệp là chủ mưu trong bóng tối. Về phần người của tổ chức ngũ sát vì sao muốn giúp Dương Diệp, nàng ta không rõ, nàng ta chỉ biết là, cơ hội của nàng ta tới rồi. Chỉ cần khống chế được Dương Diệp, vậy bọn họ có thể hóa bị động thành chủ động. Cho nên nàng ta cố ý nhắc tới chuyện của Phượng Ngọc, dùng chuyện này để khiến Dương Diệp thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên nàng ta đã thành công. Trong nháy mắt mũi kiếm đâm vào ngực Dương Diệp, khóe miệng Phượng Cẩn không nhịn được lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhưng mà rất nhanh nụ cười đó liền trở nên cứng đờ. Bởi vì nàng ta phát hiện, kiếm của nàng ta giống như đâm vào một khối huyền thiết thiên cấp cứng. Rắn. Phượng Cẩn ngây ra một thoáng, không để ý tới sự khiếp sợ trong lòng, thu kiếm muốn lui thì lúc này Dương Diệp lại tung người lên. Nháy mắt đã tới trước mặt Phượng Cẩn, tay vươn ra trực tiếp khống chế yết hầu của Phượng Cẩn. Phượng Cẩn trong lòng cả kinh, huyền khí trong cơ thể đang chuẩn bị rung động thì đúng lúc này. Đầu gối chân phải của Dương Diệp đã thúc vào bụng của nàng ta. Một tiếng bíp vang lên, hai mắt Phượng Cẩn trợn lên, bởi vì đan điền của nàng ta đã bị phá. Thật sự cho rằng ta ngu vậy à? Khống chế yết hầu của Phượng Cẩn, Dương Diệp nói. Tuy ngươi giả vờ khá giống, khiến ta lúc đầu nghĩ ngươi quả thật là bằng hữu của mẫu thân. Chỉ đáng tiếc, Dương Diệp ta vẫn chưa ngu đến mức đó, sẽ thật sự tin người. Thử nghĩ mà xem. Bách Hoa Cung sẽ phái một bạn tốt của mẫu thân ta đến chặn giết ta sao hay sao? Tuy ngoài mặt người khiến bản thân nhìn rất hòa ái, nhưng ta lại vẫn cảm nhận được sát ý nhẹ nhẹ trên người người, có lẽ ngươi không biết, kiếm ý của ta là kiếm ý sát lục hả? Nói xong, Dương Diệp cũng mặc kệ Phượng Cẩn muốn nói gì, tay hơi dùng sức, rắc một tiếng, cổ Phượng Cẩn đã gãy. Nếu đối phương đối chiến chính diện với hắn, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng giết chết đối phương như vậy. Nhưng đáng tiếc đối phương lại muốn giở trò, điều này vừa hay đã cho hắn cơ hội. Đối phương khiến hắn thả lỏng lòng cảnh giác, không biết rằng hắn vào thời khắc đối phương thả lỏng cảnh giác nhất, cũng chính là vào một khắc đối phương đâm trúng hắn mà giết lại đối phương. Nhìn thấy Phượng Cẩn đã chết, đám người Dạ vẫn ở chỗ tối lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa thì xông ra ngoài, có điều xuất phát từ lòng tin đối với Dương Diệp, bọn họ cố nén xung động trong lòng. Quả nhiên Dương Diệp không khiến cho bọn họ thất vọng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng bội phục và tôn kính Dương Diệp thêm mấy phần. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, nhục thân của Dương Diệp hình như hơi quá mạnh. Nhìn người áo đen trước mắt này, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, bởi vì một khắc đối phương ám sát thất bại, phải nói là khi kiếm của hắn đâm vào bả vai đối phương thì đối phương đã tự sát. Dương Diệp thu kiếm, một cước đá văng người áo đen trước mắt. Hắn không định đi xem mặt người áo đen còn lại, bởi vì nếu đối phương không phải đã tự sát thì An Nam Tĩnh cũng sẽ không đứng yên ở chỗ này. Đây là sát thủ của tổ chức ngũ sát à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn đệ tử Bách Hoa Cung chạy tứ tán chung quanh, Dương Diệp lắc đầu, hắn không đuổi, bởi vì tất nhiên có người sẽ đuổi. Những đệ tử của Bách Hoa Cung này nếu tiếp tục đoàn kết nhất trí, muốn giết bọn họ, vẫn rất phiền toái. Nhưng đáng tiếc, bọn họ lại tách ra, mỗi người chạy một đằng, như thế chẳng phải cho đám người Dạ vẫn cơ hội ám sát tốt sao. Trong bóng đêm thế này, những đệ tử của Bách Hoa Cung này có thể thoát được đám người Dạ vẫn sao? Không đến một lúc, trong đêm tối vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Lực lượng nhục thân của ngươi tựa hồ đã mạnh hơn nhiều. Lúc này, An Nam Tĩnh không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Dương Diệp. Lúc này... Đám người Dạ vẫn đuổi giết đám người Bách Hoa Cung, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Về phần hai sát thủ tôn giả cảnh, Dương Diệp cũng không biết bọn họ đi đâu mất rồi. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Dương Diệp và An Nam Tĩnh sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người áo đen lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó hai thanh chủy thủ đen xì nhanh như tia chớp chém về phía cổ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Rầm. Người áo đen trước mặt An Nam Tĩnh, chủy thủ trong tay còn chưa tới được trước cổ An Nam Tĩnh thì đã bị một cước của An Nam Tĩnh đá cho bay ngược ra ngoài, sau khi vao vào một cây đại thụ thì kẹt luôn đó. Người áo đen này trong lòng kinh hãi vô cùng,
bởi vì hắn phát hiện lúc này xương cốt toàn thân hắn giống như bị rời khỏi khung xương vậy, ngay cả một chút khí lực cũng không còn. Sau khi một cước đá bay người áo đen này, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, chiến đấu bên Dương Diệp cũng đã kết thúc. Chỗ cổ Dương Diệp có một thanh chủy thủ, chỉ là thanh chủy thủ đó chém vào yết hầu của Dương Diệp mà ngay cả da cũng không phá được. Mà chỗ vai trái của người áo đen kia thì có một thanh kiếm đang cắm, máu tươi đang không ngừng từ vai trái người áo đen chậm rãi nhỏ xuống. Một kích toàn lực của một cường giả ít nhất cũng là linh giả cảnh tứ phẩm không ngờ không làm mảy may thương tổn đến Dương Diệp, đồng thời còn bị Dương Diệp một kích phản sát, thực lực như vậy, dưới tôn giả cảnh trừ An Nam Tĩnh ra thì chỉ sợ không ai có thể địch nổi Dương Diệp. Dương Diệp có lẽ không biết, cho dù là một chuyện nhỏ này thôi mà uy vọng của hắn ở trong lòng mọi người được đề cao hơn rất nhiều. Đám người Bách Hoa Cung vẫn ngây ra tại chỗ, bọn họ tựa hồ vẫn chưa chấp nhận được việc Phượng Cẩn đã chết. Phượng Cẩn chính là cường giả linh giả cảnh tứ phẩm, thế mà cứ như vậy bị đối phương miểu sát. Rất nhanh có đệ tử Bách Hoa Cung phục hồi lại tinh thần. Sau khi lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất những đệ tử này làm không phải tìm Dương Diệp để báo thù mà là bay ra bốn phía. Dương Diệp nếu có thể miểu sát Phượng Cẩn, vậy có thể miểu sát bọn họ, huống chi, lúc này Bách Hoa trận bởi vì Phượng Cẩn rời khỏi mà bị phá rồi, còn tiếp tục đứng ở đây thì cái chờ đợi bọn họ chính là khủng bố, sự ám sát của các sát thủ như U Linh. Trốn thì còn có một đường sinh cơ. Có người đầu tiên chạy trốn sẽ có thứ hai, dưới sự dẫn đầu của những đệ tử Bách Hoa Cung chạy trốn này, đệ tử của Bách Hoa Cung vốn tưởng rằng sẽ liều chết đánh một trận đã từ bỏ ý định tử chiến, sau đó thì cũng bắt đầu chạy trốn theo. Nhìn đệ tử Bách Hoa Cung chạy tứ tán chung quanh, Dương Diệp lắc đầu, hắn không đuổi, bởi vì tất nhiên có người sẽ đuổi. Những đệ tử của Bách Hoa Cung này nếu tiếp tục đoàn kết nhất trí, muốn giết bọn họ, vẫn rất phiền toái. Nhưng đáng tiếc, bọn họ lại tách ra, mỗi người chạy một đằng, như thế chẳng phải cho đám người Dạ Vẫn cơ hội ám sát tốt sao? Trong bóng đêm thế này, những đệ tử của Bách Hoa Cung này có thể thoát được đám người Dạ Vẫn sao? Không đến một lúc, trong đêm tối vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Lực lượng nhục thân của ngươi tựa hồ đã mạnh hơn nhiều. Lúc này, An Nam Tĩnh không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Dương Diệp. Lúc này, đám người Dạ Vẫn vẫn đuổi giết đám người Bách Hoa Cung, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Về phần hai sát thủ tôn giả cảnh, Dương Diệp cũng không biết bọn họ đi đâu mất rồi. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Dương Diệp và An Nam Tĩnh sắc mặt đồng thời biến đổi, hai người áo đen lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó hai thanh chủy thủ đen xì nhanh như tia chớp chém về phía cổ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Rầm. Người áo đen trước mặt An Nam Tĩnh, chủy thủ trong tay còn chưa tới được trước cổ An Nam Tĩnh thì đã bị một cước của An Nam Tĩnh đá cho bay ngược ra ngoài, sau khi vao vào một cây đại thụ thì kẹt luôn đó. Người áo đen này trong lòng kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn phát hiện lúc này xương cốt toàn thân hắn giống như bị rời khỏi khung xương vậy, ngay cả một chút khí lực cũng không còn. Sau khi một cước đá bay người áo đen này, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, chiến đấu bên Dương Diệp cũng đã kết thúc. Chỗ cổ Dương Diệp có một thanh chủy thủ, chỉ là thanh chủy thủ đó chém vào yết hầu của Dương Diệp mà ngay cả da cũng không phá được. Mà chỗ vai trái của người áo đen kia thì có một thanh kiếm đang cắm, máu tươi đang không ngừng từ vai trái người áo đen chậm rãi nhỏ xuống. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nhục thân của Dương Diệp hình như hơi quá mạnh. Nhìn người áo đen trước mắt này, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, bởi vì một khắc đối phương ám sát thất bại, phải nói là khi kiếm của hắn đâm vào bả vai đối phương thì đối phương đã tự sát. Dương Diệp thu kiếm, một cước đá văng người áo đen trước mắt. Hắn không định đi xem mặt người áo đen còn lại. Bởi vì nếu đối phương không phải đã tự sát thì An Nam Tĩnh cũng sẽ không đứng yên ở chỗ này. Đây là sát thủ của tổ chức ngũ sát à? An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn thoáng qua thi thể của sát thủ trước mặt Dương Diệp, nói. Thân pháp cũng có chút môn đạo, nhưng thực lực lại quá kém. So với sát thủ của An Gia Thành Nam thì thực lực yếu hơn không phải chỉ một chút. Ở Nam Vực, thực lực của bọn họ đã là rất không tồi rồi. Dương Diệp nói. Còn nữa, không phải bọn họ yếu mà phải nói là người và ta quá mạnh. Hoặc là nói bọn họ quá khinh địch, cho rằng chúng ta chỉ là huyền giả linh giả cảnh bình thường, cho nên không xuất toàn lực. An Nam Tĩnh lắc đầu, nói. Ngươi nên lấy làm may mắn, bởi vì ngươi chưa bao giờ thấy sát thủ chân chính. Tuy những sát thủ bên cạnh ngươi không tồi,
nhưng so với những sát thủ đô của An Gia Thành Nam thì thật sự vẫn kém rất nhiều. Dương Diệp tin lời nói của An Nam Tĩnh, bởi vì An Nam Tĩnh khinh thường không thèm nói dối. Còn nữa, thực lực của nữ tử áo đen bên cạnh An Bích như hắn đã chính mắt nhìn thấy. Ngay cả cường giả hoàng giả cảnh đối phương cũng có thể miểu sát, thực lực của nàng ta có thể yếu được sao? Mà hai sát thủ tôn giả cảnh đi theo hắn lại gọi đối phương là sư phó, nói cách khác, sát thủ của An Gia rất có khả năng chính là nữ tử áo đen đó bồi dưỡng. Sát thủ được một sát thủ khủng bố như vậy bồi dưỡng ra thì thực lực có thể yếu sao? Ta rất hiếu kỳ, ngươi và An phu nhân của An Gia Thành Nam là quan hệ. Gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đối với vấn đề này, hắn đã sớm muốn hỏi. Cái này không liên quan gì tới người. An Nam Tĩnh thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp sờ sờ mũi, lắc đầu cười cười, An Nam Tĩnh này vẫn có chút khó ở chung. Có điều hắn tuyệt không để ý, chỉ cần thực lực của đối phương mạnh là được rồi. Tuy lúc trước hắn bị sát thủ áo đen ám sát, nhưng hắn vẫn chú ý tới An Nam Tĩnh, khi nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất thủ. Thực lực của An Nam Tĩnh tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ hơn trước rồi. Không, nói một cách chính xác là thực lực của An Nam Tĩnh tựa hồ mỗi ngày đều không ngừng trở nên mạnh hơn. Rất áp lực. Dương Diệp hít sâu một hơi, không thể không nói, có một đối thủ cường đại như vậy, loại cảm giác này rất không tồi. Bởi vì đối phương sẽ từng thời từng khắc thúc giục hắn, khiến hắn từng thời từng khắc cảm nhận được áp lực, sau đó từng thời từng khắc đều khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, biến thành mạnh hơn. Lúc này, hắn cũng rất chờ mong tương lai được đánh một trận với An Nam Tĩnh. Bóng đen hiện ra, xuất hiện trước mặt Dương Diệp, khi nhìn thấy hai cỗ thi thể trên mặt đất, Dạ vẫn sửng sốt, nói. Kiếm chủ, bọn họ ra tay với ngươi à? Dương Diệp gật đầu, nói. Bên các ngươi thế nào? Dạ vẫn cố nén sự khiếp sợ trong lòng, trả lời. Cơ bản đã tiêu diệt toàn bộ, mấy người còn lại tốc độ không tồi, có điều cũng không sao. Đã có người đuổi theo rồi. Tin chỉ trong chốc lát là họ sẽ mang đầu của đối phương về. Quả nhiên, lúc này, mấy người áo đen từ xa lướt tới, mấy người tới trước mặt Dương Diệp, một sát thủ trong đó hưng phấn nói với Dương Diệp. Kiếm chủ, ta giết một huyền giả linh giả cảnh, ngươi xem, đây là đầu của huyền giả linh giả cảnh đó. Nói xong cầm một cái đầu người máu chảy đầm đìa trong tay đưa tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn người thanh niên này, Dương Diệp bật cười. Người này hắn biết tên là Thanh Sơn, là một huyền giả vương giả cảnh. Đối phương sở dĩ cao hứng như vậy, chủ yếu là trong những sát thủ này, giết đối thủ vượt cấp đại biểu cho một loại vinh dự. Bởi vì trong hơn 100 sát thủ, có thể ám sát vượt cấp không có hơn 10 người. Dương Diệp vươn tay ra vỗ vỗ vai đối phương, sau đó cổ tay khẽ động, 5 viên đá năng lượng cực phẩm và 10 tấm thần hành phù cực phẩm xuất hiện trong tay, nói. Đây là phần thưởng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người bên cạnh lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, 5 viên đá năng lượng cực phẩm, còn có 10 tấm thần hành phù cực phẩm, phần thưởng này quả thực là rất mê người. Phải biết rằng, bọn họ trước kia cho dù tiếp nhận nhiệm vụ cả một năm cũng không nhất định có thể kiếm được một viên đá năng lượng cực phẩm. Mà hiện tại, chỉ là giết một người cấp cao hơn mình đã đạt được phần thưởng hậu như vậy. Lúc này, tất cả mọi người có chút khẩn cấp muốn đi tìm một cường giả linh giả cảnh để ám sát. Thanh Sơn có chút kích động cất đồ đi, sau đó nói. Đa tạ kiếm chủ. Dương Diệp gật đầu, đang chuẩn bị nói gì thì lúc này hai nữ tử áo đen. An Bích như phải đi theo hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một nữ tử áo đen trong đó trầm giọng nói. Nếu không muốn người của ngươi chết thì bảo họ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, có 3 gã cường giả tôn giả cảnh đang đi tới đây. Nghe vậy, đám người Dương Diệp tim lập tức trầm xuống. Mọi người rút đi, che giấu bản thân, đừng để bại lộ. Dương Diệp quyết định rất nhanh, cường giả tôn giả cảnh đám người Dạ vẫn căn bản không thể chống cự. Đám người Dạ vẫn gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất trong bóng đêm. Vị tiền bối này, 3 gã cường giả tôn giả cảnh là tôn giả cảnh mấy phẩm? Dương Diệp hỏi. Nữ tử bên trái tên là Tiểu Thanh đang chuẩn bị nói gì đó thì nữ tử tên là Tiếu Hồng ở bên phải lại giành trước, lạnh giọng nói. Không thể phụng cáo. Dương Diệp nhướng mày nhìn hai người, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Một lúc sau, cố áp chế lửa giận trong lòng, nói. Hai vị, lúc trước các ngươi không ra tay,
ta có thể lý giải là các ngươi không có hứng thú với đối thủ linh giả cảnh. Nhưng hiện tại cường giả tôn giả cảnh đã xuất hiện, các ngươi lại vẫn không ra tay, nhưng không ra tay thì thôi. Ngay cả tin tức của đối phương cũng không muốn tiết lộ. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi đi theo ta, có ý nghĩa gì không? Vốn có hai vị cường giả tôn giả cảnh ở bên cạnh, hắn rất cao hứng, nhưng trên đường đi, hai người này không hề có ý xuất thủ. Hơn nữa hắn có một loại trực giác, đó chính là hai người này có chút địch ý đối với hắn, đặc biệt là nữ tử áo đen tên là Tiểu Hồng. Chúng ta nhận được mệnh lệnh chỉ bảo vệ ngươi, trừ khi ngươi có nguy hiểm tới tính mạng, bằng không chúng ta sẽ không ra tay. Tiểu Hồng lạnh giọng nói. Hiểu rồi. Dương Diệp gật đầu, nói. Nếu vậy thì các ngươi trở về cổ vực thành đi, ta không cần các ngươi bảo vệ. Cũng không phải là hắn làm theo hứng, chỉ là hắn thật sự không chịu nổi sắc mặt của đối phương. Cường giả tôn giả cảnh mà còn là sát thủ, đây quả thật là một trợ lực lớn, nhưng đối phương lại không cho hắn sử dụng thì còn cần làm gì. Nếu không phối hợp, vậy cút đi đi. Tiểu Thanh và Tiểu Hồng ngây ra, hiển nhiên, bọn họ không ngờ Dương Diệp sẽ nói ra những lời này. Phải biết rằng lúc này tình cảnh của Dương Diệp rất không ổn, vậy mà vào lúc như thế này hắn không ngờ lại dám bảo hai sát thủ tôn giả cảnh rời đi. Đầu óc hắn bị hỏng rồi à? An Nam Tính lại gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói. Không sai, cường giả quả thật không nên quá ỷ vào người khác, nói thật, ta đã sớm muốn đánh một trận với cường giả tôn giả cảnh rồi. Dương Diệp trợn mắt, An Nam Tính này đúng là cuồng nhân chiến đấu. Nếu không phải hai nàng này quá mức cao ngạo, ngay cả một chút việc cũng không chịu giúp thì hắn sao nỡ để đối phương rời đi. Ngươi có ý gì? Thanh âm của Tiểu Hồng lại trở nên lạnh lùng. Không có ý gì cả. Dương Diệp nói. Chỉ là không cần sự bảo vệ của hai vị thôi, hai vị hiện tại có thể về cổ vực thành rồi. Ngươi đây là muốn chết. Tiểu Hồng trầm giọng nói. Đó là chuyện của ta. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Tiểu Hồng hai mắt híp lại, trong mắt lấp lánh hàn mang. Dương Diệp lúc này lại đột nhiên nói. Tuy trong lòng ta có chút bất mãn với hai vị, nhưng hai vị nói như thế nào cũng ít người của nàng ta không muốn trở mặt với hai vị. Hai vị có thể về được chứ? Kỳ thật hắn cũng không có quá nhiều ác cảm đối với đối phương, chỉ là đối phương ngay cả một chút việc nhỏ cũng không chịu giúp, điều này khiến cho hắn thực sự rất căm tức. Nếu đã không hợp vậy thì chia tay đi, để tránh mọi người khó chịu lẫn nhau. Ngươi sẽ hối hận. Tiểu Hồng lạnh lùng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó dẫn Tiểu Thanh ở bên cạnh xoay người rời đi. Dương Diệp cười khẽ, sau đó nhìn về phía An Nam Tính, nói. Ngươi và ta trong linh giả cảnh cơ hồ là khó có đối thủ. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đánh một trận với cường giả tôn giả cảnh, thế nào? Như vậy không còn gì tốt hơn. An Nam Tính hờ hững nói. Dương Diệp cười khẽ, trong mắt, chiến ý 10 phần. Người ta chỉ có không ngừng khiêu chiến mới có thể không ngừng vượt lên. Tôn giả cảnh, hắn không nắm chắc chiến thắng, nhưng hắn muốn thử một lần. Hơn nữa hắn cũng xem thử, chênh lệch giữa hắn và tôn giả cảnh rốt cuộc có bao lớn. Hai người rời khỏi chỗ, tuy hai người có đảm lượng đối chiến với cường giả tôn giả cảnh, nhưng hai người không ngốc, đối phương có 3 người, lấy 2 địch 3, cho dù bọn họ một là võ thần, một là kiếm hoàng cũng không có năng lực đó. Tôn giả cảnh chính là cường giả thượng tầng của cả đại lục. Cho dù là ở trung vực thì cũng là tồn tại không tồi. Khi Dương Diệp và An Nam Tính rời khỏi chỗ, Tiểu Thanh và Tiểu Hồng lúc trước đã rời khỏi lại xuất hiện. Tỷ, bọn họ không ngờ thật sự muốn khiêu chiến cường giả tôn giả cảnh, chẳng lẽ bọn họ không biết sự khủng bố của cường giả tôn giả cảnh sao? Phải biết rằng, cường giả tôn giả cảnh đã chạm đến sự huyền bí của không gian, có thể thi triển một số thần thông không gian. Đồng thời nhục thân của bản thân rất mạnh, tới cảnh giới nước lửa bất xâm rồi. Bọn họ là đang muốn chết. Tiểu Hồng trầm giọng nói. Hai người là tôn giả cảnh, tất nhiên biết sự khủng bố của tôn giả cảnh. Linh giả cảnh khiêu chiến tôn giả cảnh, khiêu chiến vượt cấp kiểu này không nghi ngờ gì nữa là người si nói mộng. Kém một cấp, thật sự có thể dùng cách biệt trời đất để hình dung. Hai người nếu là linh giả cảnh đỉnh phong, với thiên phú và thực lực của hai người. Nàng ta vẫn tin hai người có sức đánh một trận với cường giả tôn giả cảnh. Nhưng Dương Diệp và An Nam Tính hiện tại là cảnh giới gì? Một linh giả cảnh nhất phẩm, một linh giả cảnh nhị phẩm. Tỷ, chúng ta thật sự phải về cổ vực thành sao? Tiêu Thanh đột nhiên nói.
Tiểu Hồng lắc đầu, nàng ta đương nhiên không dám cứ như vậy mà và. Phải biết rằng, đây chính là mệnh lệnh An Bích như tự mình hạ xuống. Theo ý tứ của phu nhân hắn là bảo hai người họ giúp đỡ Dương Diệp này. Chỉ là nàng ta không hiểu phu nhân của mình vì sao muốn nàng ta và muội muội giúp đỡ một huyền giả linh giả cảnh. Thiên phú của đối phương không tôi, là đệ nhất tiềm long bảng, chỉ cho dù là vậy cũng không đáng để hai người họ làm bảo tiêu. Khi tiếp nhận nhiệm vụ này trong lòng nàng ta có chút không thoải mái, thế cho nên trên đường đi, nàng ta luôn thờ ơ lạnh nhạt, không xuất thủ. Chỉ là nàng ta không ngờ, khi nàng ta khó chịu với Dương Diệp thì Dương Diệp cũng không thích nàng ta. Điều này khiến cho nàng ta lại càng ghét Dương Diệp. Một lúc sau, Tiểu Hồng trầm giọng nói. Cứ nhìn xem đã, chờ hắn sau khi đánh một trận với huyền giả tôn giả cảnh đó, hắn sẽ hối hận vì quy định của mình. Đến lúc đó ta muôn hăn xin chúng ta ở lại. Tiểu Thanh đang muốn nói gì thì đột nhiên nàng ta nhướng mày, nhìn về phía xa xa, nói. Tỷ, ba người đó tới rồi. Chúng ta đi. Hai nàng thân hình khẽ động. Trực tiếp biến mất trong bóng đêm. Ước chừng qua nửa khắc, ba nữ tử xinh đẹp nữ tử vị trí mà đám người Dương Diệp đứng lúc trước. Khi nhìn thấy thi thể của đệ tử Bách Hoa Cung nằm đầy đất thì sắc mặt của ba người lập tức trầm xuống. Phượng Lê sư tỷ, chúng ta đã tới chậm rồi. Một nữ tử mặt trái xoan nói với Mỹ Phụ cầm đầu. Nữ tử tên là Phượng Lê mặt âm trầm đi tới bên cạnh đệ tử Bách Hoa Cung đã chết. Khi nhìn thấy những đệ tử này đều bị một kiếm phong phong hầu thì Phượng Lê đã xác định đây là người của tổ chức ngũ sát hạ thủ, bởi vì đây là thủ pháp mà sát thủ của tổ chức ngũ sát quen dùng. Lập tức lạnh giọng nói. Hay cho tổ chức ngũ sát, dám minh mục trương đảm xuất thủ với đệ tử của Bách Hoa Cung chúng ta, thù này không đội trời chung. Phượng Điệp, thông chi cho Tông Môn, nói đã xác định được là người của tổ chức ngũ sát động thủ, bảo Tông Môn huyết tẩy mấy cứ điểm đã biết của tổ chức ngũ sát. Nữ tử tên là Phượng Điệp gật đầu, sau đó lấy ra một tấm truyền âm phù thượng phẩm, thông chi cho Bách Hoa Cung. Sư tỷ, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, một nữ tử khác trầm giọng nói. Phượng Lê nhướng mày, nói. Phượng Hiểu, còn có gì kỳ quái à? Lúc trước Phượng Cẩn đã báo cho chúng ta là người của tổ chức ngũ sát xuất thủ với họ. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Nếu không phải người của tổ chức ngũ sát động thủ thì ai có thể vô thanh vô tức giết chết bọn họ. Ngươi nhìn họ đi, đều là bị một kiếm phong hầu, hoặc là một kiếm xuyên tim, đây chẳng phải là phương thức giết người nhất quán của tổ chức ngũ sát sao? Nhưng sư tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không, Bách Hoa Cung chúng ta và tổ chức ngũ sát những năm gần đây luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ vì sao lại xuất thủ với đệ tử của chúng ta? Và có lý do gì để xuất thủ với Bách Hoa Cung chúng ta? Nữ tử tên là Phượng Hiểu nói. Phượng Lê nghĩ nghĩ, thấy đối phương nói có lý, đúng lúc này, Phượng Điệp đó đột nhiên nói. Các ngươi xem đi. Hai nàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có hai cỗ thi thể đang nằm, thi thể bị áo đen bọc kín, không nhìn rõ bộ dạng. Ba người thân hình khẽ động, đi tới trước thi thể. Tay phải Phượng Lê vung lên, một cỗ kình phong thổi ra, lập tức khăn che mặt của thi thể bị chấn vỡ, lộ ra khuôn mặt của thi thể. Ba người không nhận ra, nhưng rất nhanh chủy thủ dắt bên hông hai cỗ thi thể và tấm lệnh bài tập tức hấp dẫn ánh mắt của ba người. Khi nhìn thấy hai thứ này, Phượng Lê cười lạnh một tiếng nói. Phượng Hiểu, ngươi lần này không phản đối nữa chứ? Phượng Hiểu đang muốn nói gì, nhưng nhìn thấy thần sắc của Phượng Lê thì lập tức thở dài trong lòng, lắc đầu, không nói nữa. Nàng ta biết rõ vị sư tỷ trước mắt này cố chấp cỡ nào. Chỉ cần nàng ta nhận định một chuyện là đúng thì nàng ta sẽ kiên trì tới cùng, cho dù nàng ta trong lòng biết là sai, nàng ta cũng sẽ vẫn kiên trì chuyện này là đúng. Cho nên, Phượng Hiểu không muốn nói thêm nữa. Phượng Lê lạnh lùng quét nhìn bốn phía rồi sau đó nói. Bọn họ chưa chết được bao lâu, nói cách khác, người của tổ chức ngũ sát vẫn đang trốn ở gần đây. Ba người của Tách ra đuổi theo điều tra, chỉ cần tìm được người của tổ chức ngũ sát thì giết sạch toàn bộ. Vậy Dương Diệp, Phượng Điệp đột nhiên nói, chỉ là một con kiến linh giả cảnh mà thôi. Phượng Lê cười lạnh một tiếng, nói, muốn giết hắn chẳng phải rất dễ dàng sao, trước tiên không cần động tới hắn, để hắn nhảy nhót thêm vài ngày, chờ giải quyết xong người của tổ chức ngũ sát rồi sẽ tới thu thập hắn cũng không muộn. Phượng Điệp và Phượng Lê gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, bay vút về phương hướng khác nhau. Hai nàng đi rồi. Phượng Lê cũng thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ.
Ngay khi ba người vừa đi, một cây đại thụ cách ba người hơn 200 trượng có một trận dao động năng lượng. Lập tức một nam tử áo đen từ trong đại thụ chậm rãi đi ra. Nhìn ba nữ tử đó rời đi, nam tử áo đen tay phải khẽ động, một tấm truyền âm phù thượng phẩm xuất hiện trong tay, hắn hơi dùng sức, bóp nát tấm truyền âm phù đó, nói. Bách Hoa Cung phái ra hai gã cường giả tôn giả cảnh, không biết vì sao, bọn họ lại xuất thủ, Lãnh Lưu Lãnh Dịch đã chết, ám sát thất bại, xin chỉ thị. Sau khi phát ra tin tức, người áo đen thân hình khẽ run lên, biến mất tại chỗ. Sau hai canh giờ, sắc trời đã tối. Trong không trung, thần thức của Phượng Lê tỏa ra, không ngừng tìm kiếm. Đột nhiên con ngươi nàng ta co rút lại, thân hình lóe lên, lướt về phía một khoảng trống, chỉ một hơi thở đã tới dưới đất. Chờ ngươi lâu rồi. Trên không, cách phía trước Phượng Lê mấy chục trượng, Dương Diệp xoay người nhìn Phượng Lê, khóe miệng nở một nụ cười. Hai tay Dương Diệp đã biến hóa thành một đôi long trào, trong long trào là long cốt kiếm cứng rắn đến cực hạn. Tay cầm long cốt kiếm, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười thản nhiên nhìn Phượng Lê, sâu trong đôi mắt lấp lánh quang mang hưng phấn. Chiến tôn giả cảnh, hắn có thể không kích động sao? Trước kia, tôn giả cảnh ở trong mắt Dương Diệp là cao không thể với, là tồn tại phải ngước nhìn. Bởi vì ở Nam Vực, cường giả tôn giả cảnh cơ hồ dã là cường giả cao nhất rồi. Dù sao cường giả hoàng giả cảnh đều là một số lão quái vật đã lánh đời, cơ bản không xuất thế. Hoàng giả cảnh không ra mặt, cường giả tôn giả cảnh chính là tồn tại vô địch. Hiện tại, Dương Diệp hắn sẽ khiêu chiến với cường giả mà trước kia luôn phải ngước nhìn này. Không sợ hãi, không kiêng kỵ, có chăng chỉ là hưng phấn và kích động. Ngươi chính là Dương Diệp. Phượng Lê trầm giọng nói, đồng thời thần thức tỏa ra, điều tra chung quanh. Dương Diệp làm như vậy hiển nhiên là đang cố ý chờ nàng ta. Dương Diệp chỉ là một huyền giả linh giả cảnh, nếu hắn dám không sợ hãi gì mà chờ nàng ta ở đây, nàng ta tin, đối phương khẳng định là có con bài chưa lật gì đó, hoặc là có mai phục. Đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên dậm xuống đất, mượn dùng lực lượng cực lớn từ mặt đất truyền đến, cộng với sự gia trì của Minh Kỹ một hơi thở bay ngàn dặm của Long Hoa, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất tại chỗ. Để lại một tàn ảnh giống như thực chất, mà bản thể của Dương Diệp thì mang theo tiếng xé rách không khí nháy mắt đã tới trước mặt Phượng Lê. Kiếm ý sát lục phun trào, không hề giữ lại, long cốt kiếm mang theo một kiếm quang màu tím nháy mắt đã đâm về phía ngực Phượng Lê. Vào những lúc như thế này, Dương Diệp tất nhiên không có hứng thú trao đổi trước trận đấu với đối phương, hắn có gì để nói với đối phương sao? Hôm nay, không phải hắn chết thì chính là đối phương chết. Một khi đã như vậy thì còn nói những lời vô nghĩa làm gì? Trực tiếp đấu võ mới là chính đáng. Vừa ra tay, Dương Diệp liền xuất toàn lực, đối mặt với cường giả tôn giả cảnh, hắn cũng không dám có một chút lơ là. Nhìn thấy Dương Diệp không ngờ trực tiếp xuất thủ, Phượng Lê sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, nói. Tồn tại như kiến hôi mà cũng dám ra tay à? Kiếm ý sát lục thất trọng, tốc độ không tồi, kiếm ý không tồi. Có điều cũng chỉ vậy mà thôi. Tốc độ của Dương Diệp rất nhanh, nhanh đến cực hạn, nhưng ở trong mắt Phượng Lê thì vẫn hơi chậm. Bởi vì đến tôn giả cảnh, là có thể nắm giữ một số thần thông không gian. Còn nữa, đó chính là nàng ta đã từng thấy tốc độ nhanh hơn, cũng đã thích ứng là loại tốc độ này. Cho nên tốc độ của Dương Diệp ở trước mặt nàng ta vẫn có chút chậm. Lúc này, chênh lệch giữa cảnh giới đã được thể hiện một cách rõ ràng. Tuy thấy rõ quỹ tích kiếm của Dương Diệp, nhưng Phượng Lê lại không lựa chọn lấy cứng trọi cứng, bởi vì kiếm của kiếm ý sát lục thất trọng được gia trì, cho dù là nàng ta cũng không dám coi thường. Khi mũi kiếm của Dương Diệp sắp đụng tới ngực của Phượng Lê thì Phượng Lê đột nhiên nghiêng người lách đi, tránh được một kiếm này của Dương Diệp. Phượng Lê đang chuẩn bị nhân cơ hội này để xuất thủ. Nhưng mà lúc này vào thời khắc nàng ta tránh được một kiếm của Dương Diệp, quỹ tích của long cốt kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên thay đổi. Hướng sang bên phải cực kỳ tự nhiên chém một phát. Đột nhiên thay đổi quỹ tích của kiếm, không hề có chút không linh hoạt và không hài hòa, làm một cách rất tự nhiên, giống như đã sớm biết Phượng Lê muốn tránh sang hướng đó. Sắc mặt của Phượng Lê cuối cùng cũng biến đổi, đừng nhìn Dương Diệp chỉ thay đổi quỹ tích của kiếm có một chút, nàng ta biết rõ điều này có nghĩa là gì. Kiếm thế đã thành, sau đó lại thay đổi quỹ tích của kiếm, đó là điều vô cùng khó. Giống như một người đang chạy như điên thì người bắt hắn đột nhiên xoay người, hắn có thể làm được sao? Vù một tiếng,
Kiếm của Dương Diệp mang theo tiếng xé gió bén nhọn trực tiếp xuyên qua thân thể Phượng Lê. Nhưng mà chỉ xuyên qua một đạo tàn ảnh. Sắc mặt của Dương Diệp không thay đổi, nếu chỉ đơn giản như vậy đã đả thương được đối phương, vậy đối phương cũng không phải là cường giả tôn giả cảnh. Một kiếm thất bại, Dương Diệp không chút do dự, cổ tay lật một cái, đột nhiên đâm một kiếm về phía sau. Keng! Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, Dương Diệp cảm thấy hai tay tê đi, lực lượng cực lớn từ trên long cốt kiếm truyền đến đã khiến cho hắn. Tao mấy bước về phía trước, vừa dừng lại thì thân ảnh của Phương Lê đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp theo, con người Dương Diệp co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh hắn tự dưng xuất hiện một tấm chắn vô hình, đã bao vây toàn thân hắn, khiến cho hắn không thể di động nửa bước. Cái này gọi là lồng giam không gian, chỉ có đạt tới tôn giả cảnh mới có thể thi triển, người chưa lĩnh ngộ được sự huyền bí của không gian thì không thể phá vỡ lồng giam không gian này, đây là chênh lệch giữa tôn giả cảnh và linh giả cảnh, hiểu chưa? Bên tai Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm mang theo vẻ châm chọc của Phượng Lê. Lập tức, một thanh trường kiếm đâm vào ngực Dương Diệp. Vào một khắc kiếm của Phương Lê đâm vào trước ngực Dương Diệp, vẻ châm chọc ở khóe miệng Phượng Lê cứng lại, chỉ thấy Dương Diệp lúc này cười lạnh nói. Ta hiểu rồi. Dứt lời, ầm một tiếng, một cỗ hỏa diễm từ trong cơ thể Dương Diệp trào ra, sau đó thì thổi quét bốn phía, trong quá trình hỏa diễm thổi quét, giống như là gặp cản trở gì đó, hơi khựng lại một chút, nhưng chỉ chớp mắt một cái, lập tức ầm tiếp một tiếng. Giống như có thứ gì đó vỡ vụn vậy, hỏa diễm nháy mắt lại thổi quét, không đến một cái chớp mắt, trong phạm vi 10 trượng chung quanh Dương Diệp đều bị hỏa diễm bao phủ. Đó Phượng Lê lúc này lại đã ở cách đó mấy chục trượng, cúi đầu nhìn nhìn một góc khóm bách hoa bị thiêu đốt của mình. Trong mắt Phượng Lê hiện lên vẻ dữ tợn, nàng ta đường đường là cường giả tôn giả cảnh nhất phẩm, không ngờ bị một linh giả cảnh nhất phẩm thiếu chút nữa làm bị thương, đây là điều vô cùng nhục nhã. Nếu truyền ra ngoài, Phượng Lê nàng còn mặt mũi gì mà lăn lộn ở Nam vực nữa. Ngẩng đầu nhìn về phía hỏa diễm, lửa giận trong mắt Phượng Lê bớt đi một chút, trở nên ngưng trọng hơn một chút. Với kiến thức và lịch duyệt của nàng ta tất nhiên có thể nhìn ra được hỏa diễm này không phải hỏa diễm bình thường, đây chính là thiên địa linh vật trong truyền thuyết. Nghĩ đến bốn chữ thiên địa linh vật, trong mắt Phượng Lê có thêm một tia tham lam. Đúng lúc này, hỏa diễm đột nhiên co rút vào trong. Trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn lửa nhỏ rồi bồng bềnh trước người Dương Diệp. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cũng rất ngưng trọng, nếu không phải nhục thân hắn cường hãn, hơn nữa có U Minh quỷ hỏa, lúc trước hắn đã chết rồi. Chênh lệch giữa tôn giả cảnh và linh giả cảnh thật sự là như trời và đất. Ngươi khiến ta rất bất ngờ. Hai mắt Phượng Lê híp lại. Tuy chỉ là linh giả cảnh, nhưng nhục thân lại không kém huyền thú tôn cấp, cũng có thiên địa linh vật trong truyền thuyết. Hơn nữa bản thân còn lĩnh ngộ được kiếm ý sát LCJ. Thực lực của người trong linh giả cảnh, tại Nam vực không có một ai có thể địch lại ngươi. Có điều người đừng tưởng rằng như vậy là có thể khiêu chiến được tôn giả cảnh. Phượng Lê không nói nữa, bởi vì Dương Diệp đã tới trước mặt nàng ta. Rồi, Dương Diệp rất ghét những kẻ nói lắm trong lúc chiến đấu, mọi người đều đã tới mức ngươi chết ta sống, nói những lời vô nghĩa như vậy để làm gì. Nếu nói chuyện có thể đề thăng thực lực, hắn khẳng định sẽ nói, nhưng vấn đề là không thể, nếu đã không thể thì cố lải nhải làm cái gì. Đối với Dương Diệp mà nói, đây là điều vô ích, cho nên, hắn trực tiếp xuất thủ, đối với hắn mà nói, xuất thủ mới là có ý nghĩa. Sắc mặt Phượng Lê trầm, hành động này của Dương Diệp không nghi ngờ gì nữa là khinh thị nàng ta, bị người ta khinh thị, đổi lại là ai thì chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Phượng Lê lần này là đã nổi giận thật sự rồi. Ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Phượng Lê vừa nói xong câu này thì đột nhiên nàng ta kinh hãi phát hiện, một đôi cánh cực lớn xòe ra sau lưng Dương Diệp, lập tức Dương Diệp trực tiếp biến mất tại chỗ. Một cỗ cảm giác nguy hiểm không tên đột nhiên từ trong cơ thể Phượng Lê trào ra, xuất phát từ bản năng, Phượng Lê lách sang bên cạnh, nhưng mà vẫn hơi muộn rồi. Một thanh trường kiếm được bọc trong hỏa diễm lướt qua vai trái nàng ta, một vòi máu tươi lập tức bắn ra. Dương Diệp ngừng lại, cũng không truy kích, lắc đầu thấy đáng tiếc. Dùng tới cửu U Hàn Phong, lại xuất kỳ bất ý nhưng mà vẫn không thể giết được đối phương, không hổ là cường giả tôn giả cảnh. Ở bên cạnh, sắc mặt Phượng Lê khó coi tới cực điểm, nàng ta không ngờ, nàng ta thật sự bị một con kiến linh giả cảnh làm bị thương. Đường đường là một cường giả tôn giả cảnh. Không ngờ bị một linh giả cảnh làm bị thương.
đúng là vô cùng nhục nhã. Nàng ta có thể tưởng tượng được, nếu để người ngoài, hoặc là đối thủ của Bách Hoa Cung biết, bọn họ sẽ chế giễu nàng ta, cười nhạo nàng ta, thậm chí là vũ nhục nàng ta như thế nào. Sắc mặt Phượng Lê dần dần trở nên dữ tợn, có điều vẫn chưa mất đi lý trí, ánh mắt nàng ta hướng lên đôi cánh trên lưng Dương Diệp, trong mắt lộ ra vẻ vẻ khiếp sợ. Hai thiên địa linh vật, hai thiên địa linh vật, sao có thể, người sao có thể có hai thiên địa linh vật? Thiên địa linh vật, loại thần vật trong truyền thuyết này ở Nam vực nàng ta chưa từng nghe qua có ai có được. Chỉ đọc được trong ghi chép của tông môn, hiện tại nàng ta không chỉ đã thấy, còn một lần thấy được hai thứ. Một người không ngờ có tới hai thiên địa linh vật, hơn nữa còn là một huyền giả linh giả cảnh, nói ra điều này thì ai mà tin được. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cho Phượng Lê đáp án, tâm niệm khẽ động, 200 thanh huyền kiếm mang theo 200 kiếm quang màu tím phóng lên cao, lập tức bắn nhanh về phía Phượng Lê. Mà cùng lúc đó, cửu U Minh Vũ Dương Diệp vỗ mạnh, mang theo từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi tới trước mặt Phượng Lê. U Minh quỷ hỏa thì đột nhiên bùng nổ, nhanh chóng khuếch tán ra, thanh thế cực kỳ khiếp người. Con người Phượng Lê co rút lại, không dám lơ là, lập tức tay phải tóm về phía trước, đột nhiên quát. Lồng giam không gian. Dứt lời, kiếm trận và U Minh quỷ hỏa, còn cả vô số đạo kiếm quang của Dương Diệp lập tức khựng lại, giống như bị thứ gì đó giam hãm. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Phượng Lê phát ra một tia châm chọc. Đối mặt với huyền giả của linh giả cảnh, cường giả tôn giả cảnh căn bản không cần thi triển huyền kỹ kinh người, hoặc là thuật thần thông gì cả. Chỉ cần một chiêu lồng giam không gian này là có thể khiến đối phương không có sức hoàn thủ rồi. Dương Diệp là một ngoại lệ, nhưng đối phương cũng không thể phá vỡ lồng giam không gian này của nàng ta, bởi vì nàng ta lần này đã thi triển một cách nghiêm túc, không phải thuận tay thi triển ra như lúc trước. Lồng giam không gian lần này so với lồng giam không gian lúc trước thì kiên cố hơn ít nhất 10 lần. Trừ khi Dương Diệp đạt tới tôn giả cảnh, bằng không, hắn tuyệt đối không thể phá vỡ được lồng giam không gian này. Kiếm chi lĩnh vực. Đúng lúc này, trong sân đột nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Theo thanh âm của Dương Diệp vừa dứt, trong phạm vi 10 trượng chung quanh hai người Dương Diệp và Phượng Lê, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng quỷ dị không tên. Theo sự xuất hiện của cỗ lực lượng này, lồng giam không gian Phượng Lê thi triển ra trong nháy mắt đã bị phá, kiếm trận và U Minh quỷ hỏa lúc trước bị Phượng Lê vây khốn mang theo năng lượng khủng bố nháy mắt đã ập tới, chỉ là khi sắp chạm vào Phượng Lê thì một vách tường vô hình đột nhiên xuất hiện ở bốn phía Phượng Lê, chặn lại kiếm trận và U Minh quỷ hỏa này. Bên trong vách tường vô hình, Phượng Lê lúc này vừa kinh vừa sợ, kinh là do Dương Diệp không ngờ lĩnh ngộ được kiếm vực trong truyền thuyết, ông trời ơi, kiếm vực đó. Trong lịch sử toàn bộ Nam vực chỉ có tổ sư của kiếm tông là từng lĩnh ngộ được. Mà hiện tại, Dương Diệp không đến 20 tuổi trước mắt này không ngờ cũng lĩnh ngộ được, nếu không phải phát sinh ở ngay trước mắt nàng ta thì có giết nàng ta cũng sẽ không tin. Sợ là vừa rồi, nếu không phải nàng ta thi triển ra thủ đoạn độc hữu của tôn giả cảnh, vách tường không gian, nàng ta lúc này chỉ sợ đã chết tới không thể chết thêm được nữa. Tuy Phượng Lê rất ghét Dương Diệp, nhưng nàng ta không thể không thừa nhận. Dương Diệp trước mắt chỉ là linh giả cảnh này thật sự có thực lực đánh chết tôn giả cảnh. Nhìn thấy kiếm trận và U Minh quỷ hỏa cộng với kiếm vực đều không thể chạm sát Phượng Lê, Dương Diệp nhướng mày, có điều rất nhanh trong lòng liền thoải mái, cường giả tôn giả cảnh cũng sẽ không hy hữu như vậy. Có điều còn có cơ hội, bởi vì Phượng Lê lúc này vẫn ở trong kiếm vực của hắn, trong kiếm vực của hắn, hắn phát hiện, cho dù Phượng Lê là cường giả tôn giả cảnh thì vẫn bị kiếm vực áp chế trói buộc, đồng thời 200 thanh huyền kiếm trong kiếm vực uy lực trong nháy mắt sẽ mắt để thăng ít nhất gấp 10 lần, cộng với kiếm ý sát lục thất trọng, muốn phá vòng bảo hộ thần bí của Phượng Lê là vẫn có cơ hội. Ngươi không ngờ lĩnh ngộ kiếm vực. Lúc này, Phượng Lê nhìn chằm chằm Dương Diệp, giống như muốn nhìn thấu Dương Diệp vậy, nói. Ta thừa nhận, ta quả thật đã coi thường ngươi, có điều, ngươi cho rằng ngươi lĩnh ngộ được kiếm vực thì có thể giết được ta sao? Nực cười. Nếu ngươi có thể luôn thi triển được công kích như lúc trước thì có lẽ có cơ hội phá được hàng rào không gian này của ta. Nhưng ngươi hiện tại không thể, ngươi hiện tại trong cơ thể đã không còn bao nhiêu huyền khí đúng không? Ngươi! Phượng Lê còn chưa nói xong thì thanh âm đột nhiên ngưng bặt, bởi vì nàng ta phát hiện, Dương Diệp ở trước mặt nàng ta đột nhiên lấy ra một viên đá năng lượng sáng rực to bằng nắm đấm rồi bắt đầu hấp thu. Lập tức! Nàng ta cảm nhận được vô số năng lượng bên trong đá năng lượng đó ùa vào trong cơ thể Dương Diệp.
Đá năng lượng cực phẩm, ngươi không ngờ còn có đá năng lượng cực phẩm. Không đúng, đây không phải là đá năng lượng cực phẩm, đá năng lượng cực phẩm không thể có năng lượng dồi dào như vậy được. Đây là đá năng lượng siêu phẩm trong truyền thuyết, ngươi sao có thể có thứ này? Phượng Lê nhìn Dương Diệp với vẻ khiếp sợ, đá năng lượng siêu phẩm nàng ta đã từng thấy, thấy ở trong tay cung chủ của Bách Hoa Cung, theo như lời của cung chủ Bách Hoa Cung thì loại vật phẩm này Bách Hoa Cung có không quá 50 viên. Thủ đoạn vô cùng tận và bảo vật cực phẩm nhiều vô kể của Dương Diệp thật sự khiến nàng ta khiếp sợ đến cực điểm. Dương Diệp lắc đầu, nữ nhân trước mắt này lắm lời quá, luôn hỏi một số chuyện mà hắn sẽ không trả lời. Hắn không giống người khác, thích trao đổi thứ của ta thứ của ngươi là gì trong khi đang chiến đấu sinh tử. Sau khi khôi phục được một chút huyền khí, Dương Diệp tâm niệm khẽ động, hơn 200 thanh huyền kiếm lập tức khởi xướng công kích mãnh liệt về phía Phượng Lê. Hàng rào không gian đó lập tức rung chuyển kịch liệt. Nhưng mà lại không hề có dấu hiệu vỡ nát. Vô dụng thôi, đây là vòng bảo hộ từ không gian gấp tạo thành, người lúc này căn bản không thể phá được. Phượng Lê lạnh lùng địa nhìn Dương Diệp, khóe miệng lại nở nụ cười châm chọc. Thế à? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, thuận tay ném đi, một đống cường lực phù cực phẩm bắn ra, nhập vào trên kiếm trận. Tiếp theo, cổ tay khẽ động, vỏ kiếm cổ xuất hiện. Huyền khí ùa vào trong vỏ kiếm cổ, trong nháy mắt, huyền kiếm trong kiếm vực lập tức phát ra những tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Vỏ kiếm cổ của kiếm hoàng. Con người Phượng Lê co rút lại, trong mắt, cuối cùng cũng đã xuất hiện vẻ kinh hãi. Kiếm vực, vỏ kiếm cổ, kiếm ý, phù lục cực phẩm, huyền khí thần bí. Phượng Lê lần này thật sự có chút sợ hãi rồi. Bởi vì bất kỳ một kiếm tu nào, chỉ cần có một thứ trong đó là đã có thể ngạo thế thiên hạ trong cùng cấp. Mà hiện tại thì Dương Diệp lại có toàn bộ. Phượng Lê không dám ngồi chờ chết nữa, đang chuẩn bị liều chết đánh lại thì đúng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên nói. Phá! Theo lời nói của Dương Diệp vừa dứt, hơn 200 thanh huyền kiếm đột nhiên xoay tròn. Lập tức phập một tiếng, 200 thanh huyền kiếm nháy mắt đã bao phủ Phượng Lê ở bên trong. Không! Trong sân đột nhiên vang tên tiếng kêu thảm thiết và thê lương của Phượng Lê. Phượng Lê đã chết! Chết tới không thể chết thêm được nữa, bị 200 thanh huyền kiếm đâm cho thành con nhím. Nhìn Phượng Lê giống như con nhím, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền đến cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Dương Diệp cười khổ, một kích này đã hút sạch huyền khí trong cơ thể hắn, một giọt cũng không còn. Có điều cũng may đã chạm sát được Phượng Lê rồi. Giết một cường giả tôn giả cảnh, Dương Diệp không hưng phấn hay cao hứng, có chăng chỉ là sự ngưng trọng. Trải qua chiến đấu kịch liệt lúc trước, hắn phát hiện chênh lệch giữa hắn và cường giả tôn giả cảnh. Đầu tiên, lúc trước Phượng Lê trừ một khắc cuối cùng ra thì vẫn luôn không coi hắn là đối thủ, đối phương vẫn luôn khinh thị hắn, hơn. Nữa là khinh thị tới cực độ. Có thể nói, Phượng Lê chết không phải là vì kiếm vực cùng với các loại con bài chưa lật của hắn, nguyên nhân lớn nhất là do sự khinh thị của Phượng Lê, không coi hắn là đối thủ thật sự của nàng ta. Thế nên mới cho hắn cơ hội. Đẩy đối phương vào trong kiếm vực sau đó thì giết chết. Nếu đối phương nghiêm túc với hắn, vừa vào đã xuất thủ toàn lực thì chỉ sợ lúc này ai sống ai chết vẫn là một điều khó nói. Chiến đấu lần này đã khiến Dương Diệp kiến thức được sự khủng bố của cường giả tôn giả cảnh, cũng cho hắn biết rằng, sau khi nếu đối mặt với cường giả tôn giả cảnh thì không thể giữ sức hay thăm dò, ra tay cái là phải lấy ra toàn bộ con bài chưa lật của bản thân. Lúc trước nếu không phải hắn dùng vỏ kiếm cổ và cực phẩm cường lực phù để ra trì thì hắn chỉ sợ vẫn không thể phá được hàng rào không gian đó của đối phương. Lắc đầu, Dương Diệp thấp giọng nói. Xem ra mình phải mau chóng để thắng cảnh giới. Sau khi kiến thức được sự khủng bố của tôn giả cảnh, hắn đã có chút khẩn cấp muốn để thắng thực lực. Nhìn lướt qua thi thể của Phượng Lê, tay phải Dương Diệp vẫy một cái, thu lấy nạp giới của đối phương, tinh thần lực quét qua. Khi thấy rõ đồ trong giới chỉ của đối phương thì Dương Diệp lập tức lắc đầu, nói với vẻ khó chịu. Đường đường là cường giả tôn giả cảnh mà nghèo thế, đúng là một đống rác. Trong nạp giới của Phượng Lê, đá năng lượng có chừng 7-8 ngàn viên, huyền bảo huyền kỹ thì ít tới đáng thương, hơn nữa còn không phải là thiên cấp. Ngoài ra trong nạp giới rộng lớn chẳng còn gì khác, điều này khiến cho Dương Diệp hận không thể chém lên thi thể của Phượng Lê mấy đao. Đường đường là một cường giả tôn giả cảnh mà nghèo tới vậy, đùa kiểu gì thế? Kỳ thật Dương Diệp không chịu nghĩ, không phải Phượng Lê quá nghèo mà là hắn quá giàu.
Lúc này tài phú chứa trong tiểu tuyền qua của hắn chỉ sợ tất cả tài phú của toàn bộ Bách Hoa Cung cộng lại cũng chẳng nhiều bằng. Đột nhiên, Dương Diệp giống như là nghĩ tới gì đó, mắt đột nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn về phía thi thể của Phượng Lê, khi nhìn thấy thi thể của Phượng Lê, quang mang trong mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm, đồng thời dần hiện ra vẻ hối hận. Nữ nhân của Bách Hoa Cung này là cường giả tôn giả cảnh, nếu có thể luyện chế thành kiếm nô thì thật là tốt biết bao. Lúc này trong lòng Dương Diệp trừ nghi hoặc ra thì còn có nghĩ mà sợ, nữ tử này lúc trước nếu xuất thủ, vậy hắn sẽ phải đối mặt với hai cường giả tôn giả cảnh, đối mặt với hai cường giả tôn giả cảnh, hắn chỉ có thể trốn chạy, hơn nữa còn không nhất định có thể chạy được. Phượng Hiểu lắc đầu, cổ tay khẽ động, lấy ra một vật, nhìn Dương Diệp nói. Ngươi nhận ra thứ này chứ? Ngươi tới bao lâu rồi? Dương Diệp trầm giọng hỏi, cũng không phải hắn muốn lắm lời với đối phương, mà là lúc này trong cơ thể hắn không có lấy một giọt huyền khí, cần tranh thủ chút thời gian để hấp thu huyền khí. Đối mặt với cường giả tôn giả cảnh, chỉ dựa vào nhục thân thì ngoài bị đánh ra cũng chỉ là bị đánh. Lúc ngươi chưa giết chết nàng ta thì ta đã tới rồi. Cho dù hiện tại không thể khống chế đối phương, nhưng có thể cất đó. Đợi cho thực lực đủ để có thể luyện chế đối phương thành kiếm nô. Chỉ là đáng tiếc, ý tưởng này chỉ có thể từ bỏ. Bởi vì nhục thân của Phượng Lê lúc này đã trở thành một đống thịt nát, hắn không cho rằng kiếm linh có năng lực khôi phục lại nhục thân của đối phương về bộ dạng vốn có. Lắc đầu đầy tiếc nuối, một kiếm cường giả tôn giả cảnh. Nói không hối hận thì là giả, có điều Dương Diệp cũng nhìn rất thoáng, nếu đã không có được thì thôi, rối rắm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm, Dương Diệp đang chuẩn bị bắt đầu hấp thu huyền khí thì đột nhiên một đạo thanh âm vang vọng sau lưng hắn. Không ngờ, người không ngờ có thể chạm sát Phượng Lê, dùng linh giả cảnh chạm sát tôn giả cảnh, nếu không phải ta chính mắt nhìn thấy thì ta bất kể là như thế nào cũng sẽ không tin được. Nghe vậy, Dương Diệp dùng mình, xoay người lại, chỉ thấy một mỹ phụ mặc trang phục của Bách Hoa Cung đứng sau lưng hắn. Nữ tử này ước chừng hơn 30 tuổi, dung mạo rất đẹp. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là đối phương cũng là cường giả tôn giả cảnh. Người tới chính là Phượng Hiểu, lúc này Phượng Hiểu trong lòng rất khiếp sợ. Linh giả cảnh nhất phẩm chạm sát tôn giả cảnh nhất phẩm, đây không phải là chạm sát vượt cấp đơn thuần. Đúng như là nàng ta nói, nếu không phải là chính mắt nhìn thấy một màn này, nàng ta bất kể là như thế nào cũng sẽ không tin nam vực có loại yêu nghiệt siêu cấp này. Người tới bao lâu rồi? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Cũng không phải hắn muốn lắm lời với đối phương, mà là lúc này trong cơ thể hắn không có lấy một giọt huyền khí, cần tranh thủ chút thời gian để hấp thu huyền khí. Đối mặt với cường giả tôn giả cảnh, chỉ dựa vào nhục thân thì ngoài bị đánh ra cũng chỉ là bị đánh. Lúc ngươi chưa giết chết nàng ta thì ta đã tới rồi. Phượng Hiểu đi tới bên cạnh Phượng Lê, nhìn Phượng Lê đã trở thành đống thịt nát, lắc đầu, tay phải vung lên, thi thể của Phượng Lê lập tức chui vào trong lòng đất. Tuy mọi người bình thường quan hệ không hợp, nhưng hiện giờ đối phương đã chết, tất cả ân oán đều bỏ qua. Nghe thấy lời nói của Phượng Hiểu, Dương Diệp nheo mắt, nói. Ngươi đã tới sớm như vậy, vì sao không ra tay cứu nàng ta? Lúc này trong lòng Dương Diệp trừ nghi hoặc ra thì còn có nghĩ mà sợ, nữ tử này lúc trước nếu xuất thủ, vậy hắn sẽ phải đối mặt với hai cường giả tôn giả cảnh, đối mặt với hai cường giả tôn giả cảnh, hắn chỉ có thể trốn chạy. Hơn nữa còn không nhất định có thể chạy được. Phượng Hiểu lắc đầu, cổ tay khẽ động, lấy ra một vật, nhìn Dương Diệp nói. Ngươi nhận ra thứ này chứ? Nhìn thấy thứ trong tay Phượng Hiểu, còn người Dương Diệp co rút lại, bốp một tiếng, đá năng lượng siêu phẩm trong tay Dương Diệp đã rơi xuống đất. Nữ tử Bách Hoa Cung trước mắt này đang cầm trong tay một chiếc châm cài đầu bằng gỗ, chiếc châm cài đầu rất bình thường, chỉ là châm cài đầu làm từ một khúc gỗ bình thường. Dương Diệp sở dĩ thất thố, là vì hắn nhận thức chiếc châm cài đầu này, bởi vì chiếc châm cài đầu này là hắn năm đó tự tay khắc thành. Hắn lúc ấy khắc hai chiếc, một chiếc đưa cho Tiểu Giao, chiếc còn lại thì đưa cho mẫu thân hắn. Chiếc châm trước mắt này chính là chiếc năm đó hắn đưa cho mẫu thân. Nhìn thấy chiếc châm này, từng cố sự lại hiện lên trong đầu Dương Diệp. Mẹ, đây là con tặng mẹ, chờ con trưởng thành rồi nhất định sẽ mua cho mẹ một cái châm thật. Giống như là loại đeo trên đầu phu nhân của Liễu gia vậy. Diệp Nhi ngoan, mẹ thích chiếc làm bằng lá này, chiếc phu nhân của Liễu gia đeo trên đầu mẹ không thích đâu. Ca, Tiểu Giao cũng muốn. Được, ca sẽ làm cho muội,
chờ nhé, có ngay đây. Trong sân, mắt Dương Diệp dần trở nên ươn ướt, một lúc sau, Dương Diệp bình phục cảm xúc trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hiểu, nói. Ngươi là ai? Tuy đối phương là đệ tử của Bách Hoa Cung, nhưng hắn có thể xác định, người trước mắt này không có ác ý với hắn. Bởi vì nữ nhân trước mắt này là người mẫu thân tin tưởng, bằng không mẫu thân cũng sẽ không giao tứ này cho đối phương. Có điều hắn không hề buông lòng đề phòng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận vẫn hơn. Ta là sư muội của mẫu thân ngươi. Phượng Hiểu Úc nói. Năm đó ta và nàng ta cùng nhau bái vào Bách Hoa Cung, đều là đệ tử nội môn của Bách Hoa Cung. Thiên phú của nàng ta cao hơn ta, trở thành đệ tử chân truyền là việc ván đã đóng thuyền. Chỉ đáng tiếc, một lần ra ngoài lịch lãm, nàng ta kết bạn với phụ thân ngươi, sau đó thì gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục như hiện tại. Mẫu thân ta vì sao đưa thứ này cho ngươi? Dương Diệp hỏi. Bởi vì ta là người duy nhất nàng ta tín nhiệm ở Bách Hoa Cung. Phượng Hiểu chậm rãi bước về phía Dương Diệp, khi nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Dương Diệp thì lập tức dừng chân, nói. Ngươi chắc biết, ta không có ác ý với ngươi, bằng không, lúc trước khi ngươi tử chiến với Phượng Lê, ta nếu xuất thủ, ngươi có cơ hội giữ mạng không? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Dương Diệp nhìn thẳng vào đối phương, trong lòng bàn tay không biết từ khi nào lại xuất hiện một viên đá năng lượng siêu phẩm, trong lúc nói chuyện, huyền khí trong cơ thể hắn đã khôi phục 2-3 thành. Tuy hắn tin lời nói của đối phương, nhưng hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Phải nói rằng chỉ cần là người của Bách Hoa Cung thì hắn sẽ không tín nhiệm thật sự. Nhìn thấy trong mắt Dương Diệp vẫn mang theo vẻ đề phòng, Phượng Hiểu hơi lắc đầu nói. Cũng được, ngươi không tin ta hiểu. Mẫu thân ngươi bảo ta tiện thể nhắn cho ngươi, nàng ta bảo ngươi đừng đi cứu nàng ta. Dẫn muội muội ngươi rời xa Nam Vực, vĩnh viễn cũng đừng trở về, trừ khi đạt tới hoàng giả cảnh, bằng không không được báo thù cho nàng ta. Nếu không nàng ta có biến thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tay nắm long cốt kiếm của Dương Diệp lập tức căng cứng, một lúc sau, Dương Diệp nhìn Phượng Hiểu nói. Ngươi đi đi. Phượng Hiểu nhướng mày, nói. Mẫu thân ngươi bảo ngươi dẫn muội muội rời khỏi Nam Vực, chẳng lẽ ngươi ngay cả lời của nàng ta cũng không nghe theo sao? Ta biết ngươi muốn cứu mẫu thân ngươi, nhưng ngươi có biết nội tình của Bách Hoa Cung không? Đừng tưởng rằng ngươi có thể chạm sát cường giả tôn giả cảnh thì có thể lay động được Bách Hoa Cung. Đừng nói là ngươi, cho dù là cộng thêm lực lượng của toàn bộ kiếm tông cũng không nhất định có thể lay động được Bách Hoa Cung. Ngươi không biết quý trọng sinh mệnh của mình như vậy, chẳng phải là có lỗi với việc mẫu thân ngươi hy sinh bản thân để cứu ngươi và muội muội của ngươi à? Nói đến đây, Phượng Hiểu dừng tại một chút, thanh âm trở nên nhu hòa hơn, nói. Ngươi là người có thiên phú yêu nghiệt nhất mà ta đã từng gặp. Với thiên phú của ngươi, ngày sau cho dù không thể trở thành cường giả siêu cấp như tổ sư kiếm tông thì cũng nhất định có thể trở thành. Khi đó cho dù trở thành cường giả siêu cấp như tổ sư kiếm tông thì có ý nghĩa gì nữa? Dương Diệp cắt ngang lời nói của Phượng Hiểu. Khi đó ta cho dù đánh khắp thiên hạ không địch thủ thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, bởi vì khi đó mẫu thân đã chết rồi, không phải sao? Đầu tiên cảm ơn sự quan tâm của ngươi, có điều ta đã quyết định rồi. Ngươi không cần phải khuyên nữa. Nể tình mẫu thân khuyên người một câu, rời xa Bách Hoa Cung đi, trở về cũng chỉ có đường chết mà thôi. Ngươi có ý gì? Phượng Hiểu nhướng mày. Dương Diệp lắc đầu không nói gì, xoay người bỏ đi. Đúng lúc này, Phượng Hiểu thân hình khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp, trong cơ thể Dương Diệp huyền khí dũng động, trầm giọng nói. Sao? Nếu đối phương động thủ, vậy tình huống thật sự có chút không ổn. Lúc này huyền khí trong cơ thể hắn mới khôi phục chưa tới 5 thành mà thôi. Có điều hắn cũng không e ngại, phải biết rằng, hắn vẫn còn có 2 kiếm nô. Mẫu thân người đã dặn ta, không thể để cho người về Nam Vực, nếu cần thiết thì ta có thể dùng biện pháp mạnh. Phượng Hiểu trầm giọng nói. Ta không muốn như vậy, nhưng nếu người cố ý muốn về Nam Vực vậy thì ta cũng chỉ có thể động thủ mà thôi. Ngươi cứ thử xem. Người lên tiếng không phải là Dương Diệp, mà là An Nam Tĩnh. Dương Diệp và Phượng Hiếu nhìn về phía chỗ phát ra thanh âm, chỉ thấy An Nam Tĩnh tay cầm liệt thiên thương đang chậm rãi bước về phía họ. Trong tay trái An Nam Tĩnh đang xách một cái đầu người, khi nhìn thấy đầu người này, Phượng Hiểu biến sắc, bởi vì đầu người này chính là của Phượng Điệp. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, không nhìn Phượng Lê,
thuận tay ném đầu người trong tay đi, nói. Ngươi không khiến ta thất vọng. Lúc này thấy Dương Diệp vẫn còn sống, nàng ta biết, cường giả tôn giả cảnh Dương Diệp lựa chọn chắc đã chết. Nhìn thoáng qua đầu người của nữ tử đó, Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này rốt cuộc làm gì mà chọc giận An Nam Tĩnh vậy, khiến cho ngay cả đầu của nàng ta An Nam Tĩnh cũng muốn chém xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, Dương Diệp thầm lắc đầu, tuy sớm đã đoán trước nàng ta có thể thắng được cường giả tôn giả cảnh, nhưng lúc này thấy đầu của cường giả tôn giả cảnh này, trong lòng hắn vẫn có chút khiếp sợ. Có điều cũng tốt, nếu đối phương không giết được cường giả tôn giả cảnh thì hắn ngược lại sẽ thất vọng. Cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi. An Nam Tĩnh biết Dương Diệp hỏi gì, trầm ngâm một thoáng rồi nói. Cường giả tôn giả cảnh có ưu thế mà chúng ta khó có thể với tới, đó chính là sự hiểu biết về không gian. Có điều, trừ cái này ra thì bất kể là vận dụng huyền kỹ, hoặc là phương diện tốc độ bọn họ đều không có ưu thế gì. Chỉ cần cường giả linh giả cảnh có thể lực phá thần thông không gian của tôn giả cảnh thì muốn giết họ cũng không phải là quá khó khăn. An Nam Tĩnh nói rất bình tĩnh, giống như cường giả tôn giả cảnh chính là rau cải trắng vậy. Phượng Hiểu ở bên cạnh nghe vậy thì kinh hãi không thôi, nàng ta không ngờ, nữ tử trước mắt này lại chạm sát được Phượng Điệp. Tuy thực lực của Phượng Điệp so với Phượng Lê thì hơi yếu hơn một chút, nhưng nàng ta cũng là tôn giả cảnh. Hơn nữa nghe ý tứ của đối phương, tôn giả cảnh giống như cũng chẳng có gì hơn người. Dương Diệp còn đỡ, bởi vì hắn vẫn biết sự khủng bố của An Nam Tĩnh. Quả thật, cho dù là cường giả tôn giả cảnh, trừ vận dụng thần thông không gian ra thì phương diện khác, ở trước mặt An Nam Tĩnh chỉ sợ thật đúng là không có ưu thế gì. Ba chữ chân ngôn của An Nam Tĩnh hắn đã tự mình lĩnh giáo qua, hơn nữa khi đó đối phương còn chưa thi triển toàn lực. Tóm lại An Nam Tĩnh rất khủng bố, không thể dùng lẽ thường để luận. Kỳ thật Dương Diệp chưa hề nghĩ, hắn kỳ thật cũng như An Nam Tĩnh, hai người bọn họ đều không thể dùng lẽ thường mà luận. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nhìn về phía Phượng Hiểu ở bên cạnh, nhướng mày, chiến ý mười phần, nói. Đánh một trận nhé. Ở bên cạnh, khóe miệng Dương Diệp giật giật, nữ nhân này thật sự là giết chóc thành nghiện rồi à. Mà Phượng Hiếu thì nhướng mày, là cường giả tôn giả cảnh, nàng ta đương nhiên là có ngạo khí và tôn nghiêm của nàng ta. Một huyền giả linh giả cảnh không ngờ giáp mặt khiêu chiến nàng ta, đây là đang khinh thị nàng ta à. Huyền khí trong cơ thể rung động, đang chuẩn bị động thủ thì lúc này Dương Diệp lại chắn giữa hai người. Dương Diệp nhìn Phượng Hiểu, nói. Người đi đi. Đối phương dù sao cũng là người mẫu thân tin tưởng, hơn nữa đối phương không có ác ý, cho nên hắn thật sự không muốn đối phương phải chết ở trong tay An Nam Tĩnh. Người cho rằng nàng ta có thể giết ta à. Phượng Hiểu trầm giọng nói, bị một huyền giả linh giả cảnh khiêu khích, nếu không phải nể mặt Dương Diệp thì nàng ta đã sớm động thủ rồi. Nàng ta thật sự có thể giết được ngươi đó. Dương Diệp nói, biết võ thần không, nàng ta chính là võ thần đó, thanh trường thương trong tay nàng ta chính là liệt thiên thương cho dù là trời cũng phải nứt trong truyền thuyết. Còn nữa nàng ta nắm giữ 6 loại ý cảnh, 22 loại truyền thừa của võ thần, ngươi cảm thấy nàng ta có thể giết được ngươi hay không? An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp với vẻ bất mãn, thầm nghĩ Dương Diệp nhiều chuyện, có điều nàng ta lại không lên tiếng nói muốn động thủ. Bởi vì nàng ta đã phát hiện, nữ nhân trước mắt này tựa hồ có chút quan hệ với Dương Diệp. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, sắc mặt Phượng Hiểu thay đổi. Võ thần, danh xưng này đại biểu cho cái gì thì nàng ta đương nhiên biết, còn cả liệt thiên thương trong truyền thuyết, đó chính là tồn tại siêu việt đạo khí, còn nắm giữ 6 loại ý cảnh, 22 loại võ thần truyền thừa. Lúc này Phượng Hiểu đã biết Phượng Điệp vì sao phải chết. Đừng nói Phượng Điệp, sợ rằng cho dù gà nàng ta đối chiến, nếu không biết về con bài chưa tật của đối phương, dưới tình huống lơ là khinh địch, cũng rất có khả năng bị đối phương chảm sát. Võ thần, kiếm hoàng các đời hình như chỉ có hai loại người này là có thể khiêu chiến vượt giai. Mà hiện tại, hai loại người này đều đang xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Chỉ là võ thần và kiếm hoàng không phải là kẻ địch số mệnh sao? Võ thần này vì sao phải muốn giúp Dương Diệp? Nể tình mẫu thân ta, khuyên ngươi một câu cuối cùng, hiện tại rời khỏi Nam Vực, rời khỏi Bách Hoa Cung đi. Ta không thể nói với ngươi vì sao, chỉ muốn khuyên vậy mà thôi. Muốn tin hay không thì tùy ngươi. Dương Diệp hờ hững nói, nếu không phải nể mặt mẫu thân, hắn cùng với An Nam Tĩnh hai người liên thủ, nữ nhân trước mắt này hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Có điều hắn biết,
nếu hắn thật sự làm như vậy, ngày sau cứu được mẫu thân rồi, khẳng định sẽ khiến mẫu thân áy náy trong lòng. Còn nữa, nữ nhân trước mắt này là đến để báo tin, hắn nếu động thủ, lương tâm sẽ cắn rứt. Tuy hắn tùy tâm sở dục, nhưng hắn làm người vẫn có điểm mấu chốt. Phượng Hiểu nhìn Dương Diệp và An Nam Tĩnh, trầm mặc một lúc, sau đó nói. Ta biết, các ngươi khẳng định còn có con bài chưa lật khác. Chỉ là, ai, cũng được, việc này ta không quản nữa. Đúng rồi, phía sau có cường giả nguyên môn, đệ tử của Quỷ Tông và Bách Hoa Cung ta không thể so được với họ. Tuy bọn họ chỉ có một cường giả tôn giả cảnh, nhưng tên cường giả tôn giả cảnh đó lại là tôn giả cảnh ngũ phẩm, hơn nữa còn từng là đệ nhất trên Thanh Vân Bảng. Hai người các ngươi ngàn vạn lần đừng có đi khiêu chiến hắn, phải biết rằng, hắn từng nhờ giết địch hơn cấp mà nổi danh đó. Nghe thấy lời nói của Phượng Hiểu, lông mày Dương Diệp bất giác nhíu lại. Giả cảnh ngũ phẩm, có chút khó giải quyết đây. Phượng Hiểu đi rồi, không biết là về Bách Hoa Cung, hay là tới nơi khác. Đối với Dương Diệp mà nói, điều này không hề quan trọng, hắn đã nhắc nhở đối phương rồi, nếu đối phương vẫn muốn về Bách Hoa Cung thì hắn cũng đành bất lực. Các ngươi còn nhìn bao lâu nữa? Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp dứt lời, qua mấy hơi thở, lập tức hai nữ tử áo đen xuất hiện trong sân một cách quỷ dị. Hai nữ tử áo đen chính là đó Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. An Nam Tĩnh thản nhiên liếc hai người một cái, không nói một lời, hiển nhiên, nàng ta sớm đã phát hiện ra đối phương. Người làm thế nào mà phát hiện ra được chúng ta? Tiểu Hồng trầm giọng nói. Lúc này hai người nàng ta trong lòng như sóng gào biển thét, lúc trước Dương Diệp chiến đấu với Phượng Lê, bọn họ xem từ đầu tới cuối. Bọn họ không ngờ, Dương Diệp thật sự giết được cường giả tôn giả cảnh. Còn nữa, Dương Diệp không ngờ có hai loại thiên địa linh vật, còn nữa, Dương Diệp không ngờ lĩnh ngộ kiếm. Vực. Nhưng mà vẫn chưa hết, quan trọng nhất là Dương Diệp không ngờ phát hiện ra bọn họ. Không phải bọn họ tự phụ, bọn họ che giấu khí tức. Cho dù là cường giả từ tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cũng không thể phát hiện, mà Dương Diệp lại phát hiện ra tung tích của bọn họ, phải biết rằng, Dương Diệp mới chỉ là linh giả cảnh nhất phẩm. Dương Diệp đương nhiên phát hiện được tung tích của hai người này, phải biết rằng, trong cơ thể hắn có một con bạch long hoàng giả cảnh. Tuy đối phương không thể ra ngoài giúp hắn đối địch, nhưng trong phạm vi 10 dặm, một con muỗi cũng đừng hòng qua mắt được nó. Đương nhiên, với thực lực của bạch long, không chỉ có như thế. Chỉ là nó không thể để bại lộ khí tức của mình, dù sao nơi này vẫn ở trong phạm vi chiến trường cổ. Bằng không, tâm niệm khẽ động, thần thức của nó có thể bao trùm cả nửa nam vực. Hai vị đi rồi lại quay lại là có việc gì à? Đối với hai nàng, hắn không có nhiều ác ý, chỉ là có chút bất mãn với đối phương mà thôi. Sự thật chứng minh, hắn không có đối phương vẫn có thể chảm sát được cường giả tôn giả cảnh. Chúng ta đã khinh thường hai người các ngươi rồi. Tiểu Hồng trầm giọng nói, không hổ là kiếm hoàng và võ thần, không ngờ có thể dùng thực lực linh giả cảnh chảm sát tôn giả cảnh. Chỉ là, các ngươi thấy các ngươi thật sự có thể trở lại nam vực sao? Lúc trước nữ nhân đó nói thiếu một điểm, phía trước trừ có một cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm thực lực cường hãn ra thì còn có ba gã cường giả linh giả cảnh đỉnh phong cùng hơn 100 huyền giả vương giả cảnh đỉnh phong. Không nói cái khác. Chỉ tên cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm thôi đã đủ để khiến các ngươi toàn quân bị diệt rồi. Ngươi nói những điều này có ý nghĩa gì? Dương Diệp thu kiếm lại, lạnh nhạt nói. Dù sao các ngươi cũng không sẽ ra tay mà, có phải không? Cho nên, hai vị nếu không có việc gì khác, thì xin hãy về đi. Về phần an nguy của chúng ta, không nhọc hai vị phải quan tâm. Tiểu Hồng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, thầm nghĩ Dương Diệp này rất không thức thời. Nếu có thể trở về, nàng ta đương nhiên sẽ lập tức về ngay, chỉ là cứ như vậy mà về nhất định sẽ bị phu nhân nhà mình trách phạt. Bằng không, nàng ta chẳng thèm lãng phí thời gian làm gì. Hiện tại, nàng ta đã hạ thấp thái độ, nhưng mà thằng Ôn trước mắt này lại vẫn muốn đuổi bọn họ đi, thật sự cho rằng bọn họ kiểu gì cũng phải ở đây xin hắn cho bọn họ bảo vệ hắn à. Không phải chúng ta không giúp ngươi giết người. Lúc này, Tiểu Thanh rất ít nói chuyện đột nhiên nhẹ giọng nói. Chỉ là sự phó đã từng nói, trừ lúc người có nguy hiểm tới tính mạng ra thì chúng ta không thể chủ động giúp ngươi. Sư phó rất nghiêm khắc, ta và tỷ tỷ không dám vi phạm lời nói của bà ta, bằng không chúng ta sẽ phải chịu trừng phạt rất nghiêm khắc. Tính cách của Tiểu Thanh và Tiểu Hồng hoàn toàn khác nhau. Tiểu Hồng có chút cố chấp, mãnh liệt, mà tính tình của Tiểu Thanh này thì ngược lại,
có chút ôn nhu yếu đuối, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Ta không cần các ngươi bảo vệ. Dương Diệp nói. Các ngươi trở về cứ nói là ta bắt các ngươi về. Có hai sát thủ tôn giả cảnh bảo hộ, đây đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là hắn thật sự không thích nữ tử tên là Tiểu Hồng này. Hơn nữa đối phương còn không cho hắn sử dụng, ở đây sẽ chỉ tổ làm cả hai bên không vui. Nhưng chúng ta trở về, nhất định sẽ bị phu nhân trừng phạt. Thanh âm của Tiểu Thanh có chút quính lên. Vậy các ngươi giúp ta giết người đi. Dương Diệp trong lòng mừng lắm, nếu quả thật là đúng như những gì Tiểu Thanh này nói, vậy hai nàng nhất định là không dám cứ như vậy trở về, thế thì hắn có thể lợi dụng điểm này để đàm phán với đối phương. Nhưng, Tiểu Thanh vẫn muốn nói gì đó, nhưng mà Dương Diệp lại cắt ngang đời nàng ta. Không những gì cả, các ngươi muốn lựa chọn đi theo ta vậy thì phải giúp ta giết người. Nếu không giúp thì về đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cố chấp theo ta, chỉ là đến lúc đó đừng trách ta tới chỗ phu nhân của các ngươi tố cáo các ngươi. Phải biết rằng ta có quan hệ làm ăn với An gia với các ngươi đó, các ngươi chắc cũng thấy các huynh đệ của ta được trang bị gì chứ. Đó chính là đồ phu nhân của các ngươi bán cho ta. Cho nên, quan hệ giữa ta và phu nhân với các ngươi rất là tốt. Bằng không, nàng ta cũng sẽ không bảo các ngươi đi theo ta đâu, đúng không? Nói xong những lời này, Dương Diệp cũng có chút bội phục mình. Hắn, hiện tại, nói dối không ngờ có thể làm đến mức mặt không đỏ thở không gấp. Lời nói của Dương Diệp hai nàng vẫn tin, không chỉ là hai nàng, cho dù là An Nam Tĩnh đó cũng tin. Bởi vì nếu không phải Dương Diệp có quan hệ làm ăn với An gia thì An Bích như sao có thể cho Dương Diệp nhiều trang bị thiên cấp như vậy? Sao có thể phái hai sát thủ tôn giả cảnh đi theo? Chỉ là An Nam Tĩnh vẫn nghi hoặc, Dương Diệp rốt cuộc có giao dịch gì với đối phương, không ngờ khiến An gia thành Nam bỏ ra cái giá lớn tới vậy. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng An Nam Tĩnh lại chưa bao giờ hỏi, đối với nàng ta mà nói, việc này chỉ là có chút tò mò và nghi hoặc, nhưng vẫn chưa tới mức khiến nàng ta có hứng thú tìm hiểu. Hai nàng trầm mặc, bình tĩnh mà xét, bảo bọn họ nghe lệnh một huyền giả linh giả cảnh bọn họ tất nhiên là không muốn. Chỉ là kiếm hoàng trước mắt này làm việc cực đoan, hơn nữa quyết đoán tàn nhẫn, nếu không làm theo lời hắn, đừng nói là tố cáo hai tỷ muội bọn họ với An phu nhân, làm không tốt thì hắn có thể còn rút kiếm giết người. Nếu là trước đây, hai tỷ muội nàng ta tất nhiên không sợ kiếm hoàng Dương Diệp này. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không kiêng kỵ. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đều có thực lực trảm sát tôn giả cảnh, hơn nữa bốn phía còn có hơn 100 sát thủ. Không chỉ như vậy, thân pháp ẩn nấp của bọn họ ở trước mặt Dương Diệp này căn bản là vô tác dụng. Hai nàng càng nghĩ càng kinh hãi, bởi vì nếu Dương Diệp có lòng muốn giữ họ lại, dưới tình huống phải trả cái giá nhất định, thật sự là có khả năng làm được. Thế này thì sao? Trên tay Dương Diệp đột nhiên có thêm hơn 10 viên đá năng lượng cực phẩm, nói các ngươi giúp ta giết một người, sẽ có được 10 viên đá năng lượng cực phẩm, thế nào? Hắn cũng không muốn triệt để xé rách ra mặt với hai người trước mắt này, dù sao mọi người cũng không có thâm cừu đại hận gì, nếu có thể thì mọi người hợp tác với nhau là tốt nhất. Thật à! Nhìn thấy đá năng lượng cực phẩm trong tay Dương Diệp, mắt hai nàng lập tức sáng ngời, đá năng lượng cực phẩm. Cho dù là đối với các nàng mà nói thì cũng xem như là thứ quý giá. Dù sao với thực lực hiện tại của bọn họ, đá năng lượng bình thường căn bản là không thể cung ứng đủ cho huyền khí của bọn họ, chỉ có đá năng lượng cực phẩm và đa năng lượng siêu phẩm mới có thể thỏa mãn bọn họ. Nghe vậy, Dương Diệp trong lòng mừng lắm, thầm nghĩ có hy vọng, cũng không lằng nhằng, thuận tay ném đi, 10 viên đá năng lượng cực phẩm bay đến trước mặt hai nàng, nói. Giết một huyền giả vương giả cảnh. 10 viên đá năng lượng cực phẩm, giết một linh giả cảnh, 30 viên đá năng lượng cực phẩm, giết một cường giả tôn giả cảnh, 50 viên đá năng lượng cực phẩm cộng thêm 5 tâm thân hành phù cực phẩm, thế nào? Hắn hiện tại không thiếu nhất là gì? Là đa năng lượng và tiền, ở trong tiêu tuyển qua, ước chừng có hơn 3 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm, một viên đá năng lượng siêu phẩm có thể đổi 100 viên đá năng lượng cực phẩm, nói cách khác, hắn hiện tại có hơn 300 vạn viên đá năng lượng cực phẩm. Tiểu Thanh đang chuẩn bị đáp ứng, thì Tiểu Hồng lại nói. Giết một cường giả tôn giả cảnh, 80 viên, từ tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên 150 viên. Không phải ta cố ý bắt chẹt ngươi, cường giả từ tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên, trình độ hiểu biết và nắm giữ của bọn họ đối với thần thông không gian rất sâu, đồng thời có thể thi triển không gian na di ngắn, muốn ám sát bọn họ là rất khó.
Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói. Được. Đá năng lượng cực phẩm đối với hắn mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với hai vị sát thủ tôn giả cảnh này mà nói thì có chút quan trọng. Về phần câu không phải ta cố ý bắt chẹt ngươi của đối y phương thì coi như không nghe thấy, 80 viên đá năng lượng cực phẩm, ở Nam Vực, ít nhất có thể mời 4 sát thủ tôn giả cảnh. Chỉ là về chất lượng thì chỉ sợ không bằng hai vị này. Bất kể là thế nào, đây đều là việc nhỏ, hắn cũng lười chẳng muốn cò kè mặc cả với đối phương. Nghe thấy Dương Diệp đã đáp ứng, hai nàng lập tức vui vẻ, tuy bọn họ là sát thủ được An Giác bồi dưỡng, nhưng mỗi tháng có tài nguyên tu luyện cố định, nhưng cũng không nhiều, lấy đá năng lượng cực phẩm ra mà nói thì bọn họ mỗi tháng cũng chỉ 10 viên mà thôi. Mà 10 viên này căn bản không đủ để bọn họ tu luyện, cho nên họ thường phải ra ngoài nhận một số nhiệm vụ. Chỉ là lợi nhuận của những nhiệm vụ này so với thù lao Dương Diệp trả thì có thể nói là như trời và đất. Tiểu Hồng do dự một lát, sau đó nói. Ta còn có một số bằng hữu, nếu ngươi đủ tiền tài và cần thì ta có thể gọi họ đến. Dương Diệp ngây ra, sau đó trong lòng mừng như điên nói. Bọn họ đều là cảnh giới gì? Đều là tôn giả cảnh. Tiểu Hồng nói. Có bao nhiêu người? Chừng hơn 20 người. Đến. Bảo bọn họ đến hết đi. Dương Diệp không thể bình tĩnh được nữa, 20 sát thủ tôn giả cảnh. Ông trời ơi, đây là khái niệm gì? Trước kia có người nói tiền là vạn năng, hắn có chút không tin, hiện tại, hắn tin rồi. Chỉ cần nhiều tiền thì cao thủ gì mà chả mời được. Chỉ là... Tiểu Hồng nhìn Dương Diệp một cái, có chút do dự, như muốn nói gì đó. Dương Diệp ngẩn người, rất nhanh liền minh bạch ý tứ của đối phương, lập tức nói. Nhìn thấy trên người huynh đệ ta mặc trang bị gì không? Giá trị của một kiện trang bị đó là bao nhiêu thì các ngươi chắc cũng rõ. Còn nữa, nếu ta không có tiền, phu nhân của các ngươi có hợp tác với ta không? Cho nên, đừng lo về vấn đề tiền, bảo họ mau tới đây đi. Ừ, các ngươi cũng không cần phải về nữa, ta cho các ngươi truyền âm phù cực phẩm, hiện tại thông trị cho bọn họ đến đây đi. Nói xong, Dương Diệp lấy ra mấy tấm truyền âm phù cực phẩm vứt cho hai nàng. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, hai nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, tập tức không do dự nữa. Vận dụng truyền âm phù thông chi cho sát thủ ở cổ vực thành. Ngươi có rất nhiều tiền à? Lúc này, An Nam Tĩnh vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Dương Diệp sửng sốt, không biết đối phương vì sao lại hỏi như vậy, cũng không nghĩ nhiều, lập tức cười ha ha. Cũng không phải quá nhiều, mà là cực nhiều, ha ha. An Nam Tĩnh trầm ngâm một thoáng rồi nói. An gia ta có 26 tôn giả cảnh, trong đó tôn giả cảnh tam phẩm có 4 người, tôn giả cảnh lục phẩm có 1, còn lại phần lớn đều là tôn giả cảnh nhất phẩm và nhị phẩm, nếu đa năng lượng cực phẩm của ngươi có nhiều. Nhiều, nhiều lắm. Dương Diệp cắt ngang lời nói của An Nam Tĩnh, có chút kích động nói. Bảo họ đến đây hết đi. Ừ, cho dù bọn họ không giết người. Một ngày ta cũng cho mỗi người 3 viên đá năng lượng cực phẩm. Hai tỷ muội các ngươi đừng nhìn ta như thế, các ngươi cũng như bọn họ, từ giờ trở đi, cho dù các ngươi không giết người, ta cũng mỗi ngày cung cấp cho các ngươi 3 viên đá năng lượng cực phẩm. Đương nhiên, có một điều kiện, đó chính là trong thời gian này, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Đương nhiên, trong phạm vi năng lực của các ngươi, ta sẽ không bảo các ngươi phải đi ám sát hoàng giả cảnh đâu. Được, Tiểu Hồng đáp ứng ngay. Lần này thật sự phát tài rồi. An Nam Tĩnh gật đầu ra vẻ đồng ý. Giống như là nghĩ tới gì đó, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Trước tiên cho ta 80 viên đá năng lượng cực phẩm đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Ta vừa giết một tôn giả cảnh. Dương Diệp. Dương Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của An Nam Tĩnh, lấy ra 100 viên đá năng lượng cực phẩm rồi đưa cho An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh gật đầu hài lòng. Sau đó mới lấy ra truyền âm phù thông trị cho cường giả trong gia tộc. Lúc trước, đối với An Nam Tĩnh và hai tỷ muội Tiểu Hồng mà nói, bọn họ chỉ đến để giúp Dương Diệp trong phạm vi của năng lực. Ba người sẽ không liều mạng cho Dương Diệp, lại càng sẽ không chủ động giúp hắn giết người. Chỉ cần Dương Diệp trở lại Nam Vực rồi, nhiệm vụ của bọn họ sẽ tính là hoàn thành. Nhưng hiện tại, bọn họ nguyện ý đi theo Dương Diệp giết về Nam Vực. Đá năng lượng cực phẩm. Đối với Dương Diệp lúc này mà nói thì giống như là đá thường, có cả đống. Nhưng đối với đám người Tiểu Hồng mà nói thì thật sự rất quý giá, cũng rất quan trọng. Còn nữa,
Thù lao Dương Diệp đưa ra thật sự là rất mê người, khiến bọn họ không thể cự tuyệt, cho dù là An Nam Tĩnh cũng phải động tâm. Có thể nói thế này, quan hệ giữa ba người và Dương Diệp đã biến thành quan hệ hợp tác. Dương Diệp bỏ tiền, bọn họ giết người, bọn họ muốn. Nhiều tiền hơn vậy phải giúp hắn giết thật nhiều người, chẳng ai cần phải nhìn sắc mặt của ai, chính là đơn giản như vậy thôi. Dương Diệp lúc này trong lòng rất kích động, hơn mấy chục cường giả tôn giả cảnh, hắn có thể không kích động được sao? Có mấy chục cường giả tôn giả cảnh, đối kháng với Bách Hoa Cung, hắn nắm chắc thêm mấy phần. Chúng ta hiện tại đi giết huyền giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đó đi. Lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên nói, hiện tại ở trong mắt nàng ta, huyền giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đó chính là đá năng lượng cực phẩm, nàng ta cũng có chút nóng lòng. Có điều nàng ta vẫn hỏi ý kiến Dương Diệp trước, dù sao Dương Diệp hiện tại là kim chủ của bọn họ. Dương Diệp lắc đầu, nói, trước tiên không vội, chờ người của các ngươi tới rồi thì cùng động thủ. Ta muốn tất cả người của Nguyên Môn lần này tới đây đều phải chết. Nếu đã xé rách ra mặt với Nguyên Môn, vậy tất nhiên phải đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng không cố kỵ Nguyên Môn là đệ nhất tông môn của Nam Vực. Người ta đã muốn hắn chết vậy hắn còn phải cố kỵ làm quái gì? Tiểu Hồng gật đầu, sau đó dẫn Tiểu Thanh lui sang một bên. Dương Diệp lấy ra một viên đá năng lượng siêu phẩm để ở trong lòng, sau đó ngồi xếp bằng ở bên cạnh, bắt đầu chậm rãi hấp thu huyền khí. Lúc trước đánh một trận với Phượng Lê, hắn thu hoạch được rất nhiều, thu hoạch lớn nhất chính là hắn cảm thấy sắp thăng cấp. Chỉ là lúc này huyền khí trong cơ thể không đủ, căn bản không thể cung cấp huyền khí cần thiết để thăng cấp. Hiện tại, điều hắn phải làm là mau chóng khôi phục huyền khí, sau đó để thăng thực lực. Bản thân mạnh thì mới là mạnh thực sự, hắn tất nhiên minh bạch đạo lý này. Nhìn thấy dao động năng lượng không gian chung quanh Dương Diệp, mắt An Nam Tĩnh sáng lên. Nàng ta biết đây là dấu hiệu sắp thăng cấp, lập tức trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Dương Diệp càng mạnh thì nàng ta lại càng hưng phấn. Đây là tâm của cường giả võ thần. Chấm chấm chấm. Bách Hoa Cung, Bách Hoa Điện. Trong một sơn cốc của Bách Hoa Điện, bốn phía sơn cốc là núi cao cả ngàn trượng thẳng đứng. Trên những ngọn núi cao thẳng đứng này mọc đủ các loại hoa màu sắc hình dạng đặc sắc. Đừng xem thường những đóa hoa này. Bởi vì mấy trăm cây em chung quanh Bách Hoa Điện này đều được Bách Hoa Tàn Sát Trận, đại trận bảo vệ cung của Bách Hoa Cung này bao trùm, trận pháp khởi động, những đóa hoa này sẽ hóa thành lợi khí đoạt mệnh. Nghe đồn, Bách Hoa Tàn Sát Trận này từng chạm sát cường giả đã bước nửa bước vào thánh cảnh. Trong điện, mấy chục trưởng lão và hộ pháp của Bách Hoa Cung đang đứng. Trên đại điện, một mỹ phụ mặc cung trang đang ngồi xếp bằng, mỹ phụ này chính là cung chủ của Bách Hoa Cung, Ngọc Linh Lung. Hồn bài của Phượng Hiểu Phượng Điệp đã vỡ, chắc bọn họ đã vẫn lạc rồi. Xin cung chủ hạ lệnh, chu sát cứ điểm của tổ chức ngũ sát chung quanh Bách Hoa Cung, đế trọng trấn cung uy của ta. Một phụ nhân trầm giọng nói với Ngọc Linh Lung. Tổ chức ngũ sát quả thật là càng lúc càng kiêu ngạo, dám ngang nhiên giết đệ tử của Bách Hoa Cung ta, bọn họ thật sự cho rằng Bách Hoa Cung ta sợ họ à. Cung chủ, xin hạ lệnh, chu sát toàn diện thành viên của tổ chức ngũ sát. Bằng không Bách Hoa Cung ta nhất định sẽ hao tốn thanh danh, đừng để người khác cho rằng Bách Hoa Cung ta e ngại tổ chức ngũ sát. Ta thì cảm thấy việc này có chút kỳ quái, phải biết rằng, những năm gần đây Bách Hoa Cung ta và tổ chức ngũ sát luôn là nước giếng không phạm nước sông, cũng không có mâu thuẫn gì với nhau. Vì sao bọn họ lần này không ngờ minh mục trương đảm chu sát đệ tử của Bách Hoa Cung ta, hai vị trưởng lão, không thấy trong đây có rất nhiều điểm đáng ngờ sao? Một nữ tử trẻ tuổi bên hông đeo bội kiếm đột nhiên nói. Có gì mà đáng ngờ? Ta thấy ngươi là sợ tổ chức ngũ sát đó thôi, bọn họ vốn là sát thủ, chỉ cần có tiền, bọn họ ngay cả cha mẹ ruột của mình cũng dám giết, huống chi là đệ tử của Bách Hoa Cung ta. Đúng vậy, bọn họ giết đệ tử của Bách Hoa Cung chúng ta, không ngoài gì khác mà là có người bỏ ra một số tiền lớn mời họ. Tổ chức ngũ sát này, chúng ta đương nhiên phải trả thù, nhưng Tĩnh Trúc cảm thấy. Chúng ta trước tiên nên tìm hiểu rõ xem là ai thuê tổ chức ngũ sát đã, chỉ có bắt được tên chủ mưu phía sau màn thì mới có thể giải quyết triệt để chuyện này. Bằng không, chúng ta cho dù diệt hết toàn bộ tổ chức ngũ sát thì cũng chẳng để làm gì. Nữ tử chậm rãi nói. Nghe thấy lời nói của nữ tử đeo bội kiếm, mọi người có mặt đều gật đầu đồng ý, ngay cả Ngọc Linh Lung khi nhìn về phía nữ tử, ánh mắt cũng mang theo vẻ tán thưởng, không hổ là đệ tử thân truyền của nàng ta. Nhân tuyển hàng đầu cho vị trí cung chủ Bách Hoa Cung trong tương lai.
Nữ tử mỹ phụ đeo bội kiếm lúc trước phản bác lúc này cũng trở nên trầm mặc. Tính chúc theo ngươi thấy, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Người hỏi là Ngọc Linh Lung. Nữ tử tên là Tính Chúc trầm ngâm một thoáng, sau đó nói. Đệ tử của Bách Hoa Cung ta lần này tới chiến trường cổ, mục đích là để chặn giết Dương Diệp đó, nhưng bọn họ lại bị tru sát toàn bộ, Phượng Hiểu sư tỷ thì không rõ tung tích. Ta đoán rằng việc này có lẽ có liên quan tới Dương Diệp. Lúc này, trưởng lão lúc trước tranh cãi với nữ tử tên là Tính Chúc cười lạnh nói. Một con kiến linh giả cảnh mà thôi, hắn có năng lực gì mà khiến đám người của Bách Hoa Cung ta bỏ mạng? Hắn có bản sự gì mà có thể mời được tổ chức ngũ sát đối kháng Bách Hoa Cung ta? Minh trưởng lão, hắn không phải con kiến, hắn là đệ nhất Tiềm Long bảng, kiếm hoàng đương đại. Tính Chúc lạnh nhạt nói. Ta không cảm thấy, người đứng đầu Tiềm Long bảng, được vỏ kiếm cổ thần bí nhận làm chủ là một con kiến. Còn nữa, cho dù không phải hắn mời tổ chức ngũ sát thì việc này cũng nhất định không thoát được liên quan tới hắn. Cho nên, ta đề nghị, phải cường giả tới chiến trường cổ, bắt lấy người này, khi đó, chuyện chắc có thể chân tướng rõ ràng. Tốt nhất là cung chủ tự mình xuất thủ, như vậy, trừ khi là vị kia của tổ chức ngũ sát xuất thủ, bằng không nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Ngọc Linh Lung lắc đầu, nói. Việc này tạm thời bỏ qua, hắn chính là một huyền giả linh giả cảnh. Cho dù là yêu nghiệt thì cũng không thể gây ra được sóng gió gì. Hiện tại, cũng chúng ta phải làm là tập trung tất cả lực lượng, từng thời từng khắc chuẩn bị ứng đối với cuộc kiếm tông túy đạo nhân sấm thiên lộ. Bên tổ chức ngũ sát, trước tiên phái người tiêu diệt mấy cứ điểm của tổ chức ngũ sát chung quanh Bách Hoa Cung, cho họ một lời cảnh cáo, chờ chuyện kết thúc rồi thì tính sổ với họ sau. Về phần Dương Diệp đó, giờ cứ kệ hắn, đã có người của nguyên môn thu thập hắn rồi. Cung chủ đã lên tiếng. Vậy việc này tất nhiên là không còn dị nghị, mọi người đồng thanh hô một tiếng vâng. Phía dưới đại diện, nữ tử tên là Tĩnh Trúc trong lòng than thầm, có chút bất đắc dĩ. Nàng ta không biết Dương Diệp, chỉ nghe về các loại sự tích về Dương Diệp. Theo nàng ta thấy, Dương Diệp tương lai nhất định sẽ là đại địch của Bách Hoa Cung nên bất chấp tất cả mọi giá trừ bỏ hắn mới đúng. Chỉ đáng tiếc, toàn bộ Bách Hoa Cung, không ai chịu đối đãi nghiêm túc với Dương Diệp. Cho dù lúc này Dương Diệp đã là người đứng đầu Tiềm Long bảng, được xưng là kiếm hoàng, bọn họ vẫn không chịu đối đãi nghiêm túc. Bởi vì Dương Diệp trung quy vẫn chỉ là một linh giả cảnh mà thôi, chỉ cần một cường giả tôn giả cảnh là có thể tiêu diệt dễ dàng. Chấm chấm chấm. Một ngày sau, Dương Diệp hai mắt chậm rãi mở ra, thở hắt ra một hơi, một luồng chọc khí từ trong miệng hắn từ từ bay ra ngoài. Vung tay đánh bay chọc khí, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia vui sướng. Linh giả cảnh nhị phẩm. An Nam Tĩnh ở bên cạnh đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Tuy chỉ đề thăng cảnh giới có một phẩm, hắn cảm giác được, không gian của tiểu tuyền qua trong cơ thể hắn lại lớn thêm mấy phần. Hơn nữa huyền khí màu tím cũng từ từ xảy ra một chút biến hóa vi diệu, tuy rất nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Nói tóm lại, thu hoạch lần này rất tốt. Đột nhiên. Dương Diệp nhìn về phía hai đội nhân mã phía sau tỉ muội Tiểu Hồng và An Nam Tĩnh, khi cảm nhận được khí tức từ trên người hai đội nhân mã này phát ra, Dương Diệp dùng mình trong lòng, 40 người vừa tới này không ngờ thật sự tất cả đều là cường giả tôn giả cảnh, trong đó có một hai người, nếu không phải dựa vào sự trợ giúp của Bạch Long thì hắn không ngờ còn không cảm nhận được cảnh giới và khí tức của đối phương. Dương Diệp cũng không nhiều lời, tay phải vung lên. Một đống đá năng lượng cực phẩm lập tức bay đến trước mặt những người này, nói. Đây là thù lao hôm nay, chắc hẳn các ngươi đều biết thù lao giết người lần này rồi, chư vị không có dị nghị gì chứ. Giết một cường giả từ tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên thật sự sẽ được trả 150 viên đá năng lượng cực phẩm, còn có cả các loại phù lục cực phẩm nữa à? Một người áo đen phía sau Tiểu Hồng trầm giọng hỏi. Mặc dù có tỉ muội Tiểu Hồng đảm bảo, nhưng bọn họ vẫn có chút không tin. Thù lao như vậy quả thật là hơi cao. Đương nhiên, phần lớn là bọn họ sợ Dương Diệp không có tiền. Dương Diệp biết đối phương lo lắng điều gì, lập tức tay phải vung lên, trước mặt xuất hiện một lá bùa trắng, Dương Diệp cũng không nói nhiều, cầm phù văn bút bắt đầu chế tác, không đến nửa canh giờ, một tấm thần hành phù cực phẩm xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy tấm thần hành phù cực phẩm này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nếu là phù lục bình thường, bọn họ tất nhiên không thèm quan tâm. Nhưng phù lục cực phẩm thì khác. Loại phù lục có phẩm chất này cho dù là đối với bọn họ cũng có hiệu quả vô cùng lớn. Đương nhiên,
khiến bọn họ khiếp sợ nhất là Dương Diệp không ngờ là một phù văn sư, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy đã có thể chế tạo ra một tấm phù lục cực phẩm. Phù văn sư, đặc biệt là phù văn sư đạt tới địa cấp, cho dù giả cường giả tôn giả cảnh cũng phải nhường ba phần. Chứ có thể có lúc cần đối phương ra thì còn bởi vì đối phương có rất nhiều tiền và làm ra rất nhiều tiền. Sau khi đạt tới một trình độ nhất định thì chính là vô cùng khủng bố. Nói tóm lại, lúc này bọn họ đã tin Dương Diệp có nhiều tiền. Một phù văn sư yêu nghiệt như vậy có thể không có tiền sao? Thấy mọi người không dị nghị gì nữa, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Bích Vân Sơn Mạch, đó là sơn mạch cuối cùng để thông tới Thập Vạn Đại Sơn, qua được sơn mạch này giả sẽ tới phạm vi của Thập Vạn Đại Sơn. Đã lâu rồi không gặp Tiểu Hôi Tiểu Ngân, còn cả Khiếu Thiên nữa, không biết chúng lúc này phát triển thế nào rồi. Dương Diệp thầm nghĩ trong lòng, lập tức thần sắc trở nên lạnh lùng, nói. Người ở Bích Vân Sơn Mạch phía trước, một người cũng không lưu lại. Bên trong một sơn cốc của Bích Vân Sơn Mạch, hơn 150 đệ tử của Nguyên Môn đang ngồi xếp bằng, lặng lẽ tu luyện. Cầm đầu là một người trung niên tên là Nguyên Chiết, cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, cũng từng là đệ nhất trên Thanh Vân. Lúc này trong lòng Nguyên Chiết có chút khó chịu, hắn đường đường là tôn giả cảnh ngũ phẩm, lại bị phái tới chặn giết một huyền giả linh giả cảnh nhất phẩm. Cho dù linh giả cảnh nhất phẩm này từng là đệ nhất Thanh Vân bảng, đệ nhất Tiềm Long bảng hiện tại, hơn nữa còn là kiếm hoàng đương đại, nhưng hắn vẫn khó chịu. Bởi vì bất kể là như thế nào, Dương Diệp Thủy Chung vẫn chỉ là một huyền giả linh giả cảnh nhất phẩm. Phái hắn đến, thật sự có chút đại tài tiểu dụng. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng hắn như vẫn tới, bởi vì đây là mệnh lệnh tông chủ tự mình hạ xuống, bất kể là như thế nào cũng không thể để Dương Diệp còn sống mà về Nam Vực. Sở dĩ phái hắn đến, là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Nguyên Chiết nhìn thoáng qua mọi người phía sau do dự một thoáng rồi nói. Các ngươi đi đi, một mình ta là đủ rồi. Sở dĩ mang theo những người này đến, kỳ thật chủ yếu là vì để phòng ngừa có người âm thầm trợ giúp Dương Diệp, hơn nữa những người này có thể tìm hiểu tin tức cho hắn. Có điều lúc này lại không cần thiết nữa, bởi vì sơn cốc này là đường duy nhất thông tới Thập Vạn Đại Sơn. Trừ khi Dương Diệp thà tiêu tốn ít nhất nửa tháng thời gian đi đường vòng, bằng không hắn chỉ có thể đi qua đây. Mọi người phía sau Nguyên Chiết do dự một thoáng rồi sau đó thi lễ với Nguyên Chiết, xoay người rời đi, bọn họ cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Nguyên Chiết. Ngay khi các đệ tử của Nguyên Môn rời khỏi được một khắc, Dương Diệp và An Nam Tĩnh chậm rãi xuất hiện ở vùng sơn cốc này, cũng xuất hiện trong tầm mắt của Nguyên Chiết. Người chính là Dương Diệp. Nguyên Chiết cũng không bất ngờ. Rất bình tĩnh hỏi, giống như đã sớm dự liệu được Dương Diệp sẽ xuất hiện ở đây. Dương Diệp cũng hơi bất ngờ, áp chế nghi hoặc trong lòng, lập tức gật đầu, nói. Xem ra các hạ sớm đoán được ta sẽ đến đây rồi. Nếu người của Quỷ Tông và Bách Hoa Cung có thể dễ dàng giết chết ngươi, tông chủ cũng sẽ không phái ta tới làm gì. Nguyên Chiết quan sát hạ Dương Diệp, nói. Không tồi, tu vi vững chắc, kiếm ý sắc bén. Không hổ là thiên tài kiếm đạo kiệt xuất nhất Nam Vực sau tổ sư của kiếm tông. Đáng tiếc, nếu ngươi lúc trước gia nhập Nguyên Môn ta, không tới trăm năm Nam Vực này ắt sẽ là thiên hạ của Nguyên Môn ta. Nguyên Chiết nói rất thật lòng, không chỉ hắn cảm thấy đáng tiếc, ngay cả toàn bộ Nguyên Môn, bao gồm cả Nguyên Thiên cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Sớm biết rằng Dương Diệp yêu nghiệt như vậy, có thể đoạt được đệ nhất Tiềm Long bảng, lúc trước cho dù là triệt để đoạn tuyệt với Bách Hoa Cung cũng không thấy tiếc. Chỉ đáng tiếc, không chỉ không thu được Dương Diệp vào môn hạ, còn kết thành tử địch với hắn. Đối mặt với loại kẻ địch có tiềm lực này, biện pháp tốt nhất tất nhiên là trừ bỏ hắn khi hắn chưa trưởng thành. Dương Diệp không thể cười cười đồng ý, sau đó nói. Ngươi dường như rất có lòng tin bản thân có thể giữ ta lại ở đây. Ngươi không phải cũng vậy à? Nguyên Chiết hờ hững nói. Nếu ta đoán không sai. Người của Nguyên Môn cùng với Bách Hoa Cung đều đã chết rồi phải không? Ta rất hiếu kỳ, theo lý mà nói, toàn bộ Nam Vực chắc không có ai lại phái cường giả đến giúp người mới đúng. Ồ, đúng rồi, người muốn giúp ngươi không phải là huyền giả Nam Vực mới đúng. Nữ oa bên cạnh ngươi không phải tà huyền giả Nam Vực phải không? Còn nữa, đột nhiên, Nguyên Chiết biến sắc, dần dần, toàn bộ sắc mặt Nguyên Tuyết đều trầm xuống. Nhìn thấy Nguyên Chiết như vậy. Khóe miệng Dương Diệp bộ ra một nụ cười, nói. Xem ra người đã phát hiện ra rồi. Một lúc sau, Nguyên Chiết ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp.
Lúc này trên mặt hắn sớm đã không còn vẻ thong dong và lạnh lùng lúc trước, có chăng chỉ là âm trầm và dữ tợn, nói. Hay lắm, hơn 100 đệ tử của nguyên môn ta hôm nay chết hết toàn bộ, xem ra người giúp ngươi thực lực cũng không tệ lắm, chỉ là ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, mà dám giúp ngươi giết đệ tử của nguyên môn ta, thật là can đảm quá. Ngay mới rồi, hắn nhận được truyền âm phù thỉnh giáo của đệ tử nguyên môn. Lập tức thần thức của hắn đảo qua thì phát hiện vào thời khắc đệ tử nguyên môn phát ra thỉnh giáo thì đã chết toàn bộ. Nguyên môn, mạnh lắm à? Người lên tiếng là An Nam Tĩnh. Ngay cả một ngũ phẩm tông môn cũng không bằng, thật sự không hiểu người đang tự hào cái gì, đúng là kẻ vô tri thì không biết sợ. Ngươi là người phương nào? Nguyên Triết ánh mắt dừng ở trên người An Nam Tĩnh, trong mắt lấp lánh sát ý lạnh lẽo. An Nam Tĩnh cũng không thèm nhìn tới đối phương. Ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nếu người còn không bảo họ động thủ, ta sẽ động thủ đó. Dương Diệp sờ sờ mũi, nữ nhân này đúng là cuồng nhân chiến đấu. Tôn giả cảnh ngũ phẩm cũng dám đánh, có điều vì sao mình cũng muốn động thủ. Tuy muốn đánh một trận với đối phương, nhưng Dương Diệp cuối cùng vẫn không lựa chọn xuất thủ. Hiện tại hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Giữ lại toàn thây. Trước mắt là tôn giả cảnh. Nếu có thể luyện chế đối phương thành kiếm nô, vậy thì rất tốt. Kiếm nô tôn giả cảnh ngũ phẩm, Dương Diệp nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, Nguyên Triết giận dữ tới bật cười, giữ lại toàn thây. Khẩu khí lớn quá, đang muốn động thủ thì đột nhiên sắc mặt Nguyên Triết kịch biến, không chút nghĩ ngợi thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Am! Tại chỗ Nguyên Triết vừa rời khỏi, vị trí hắn đứng lúc trước trực tiếp sụp xuống. Xuất hiện một cái hố cực lớn sâu không thấy đáy. Trên hố sâu, một đại hán trung niên đang bồng bềnh đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt Nguyên Triết lại biến đổi, không ngờ là cường giả tôn giả cảnh. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra, một nữ tử áo đen xuất hiện phía sau Nguyên Triết một cách quỷ dị, một đạo hàn quang hiện lên, bức thăng tới gáy Nguyên Triết. Còn có cường giả tôn giả cảnh nữa ồ. Còn người Nguyên Triết có rút lại, tay bao tròn, không gian chung quanh vặn vẹo. Nguyên Triết lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện bên ngoài bảy trượng, vừa mới chuẩn bị thở hắt ra một hơi thì đột nhiên một đạo hàn quang lại hiện lên, Nguyên Triết kinh hãi vô cùng, người uốn éo, nhưng đã muộn rồi, cánh tay phải của hắn bị luồng hàn quang này chém đứt từ vai, máu tươi phun ra như suối. Lại một cường giả tôn giả cảnh nữa. Lúc này trong lòng Nguyên Triết kinh hãi đến cực điểm, không còn chiến ý, thân hình khẽ động, thi triển ra bí pháp không gian, trực tiếp lao ra trăm trượng. Chuẩn bị đào tâu. Dương Diệp có nhiều cường giả tôn giả cảnh như vậy, nhất định là được một thế lực nào đó trợ giúp, tin tức này phải mang về nguyên môn, để tông môn phòng bị trước. Nghĩ vậy, trong cơ thể Nguyên Triết huyền khí điên cuồng dũng động, đang chuẩn bị xé rách không gian, lại thi triển bí pháp không gian thì đúng lúc này ba nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Nguyên Triết một cách quỷ dị. Một nam tử trong đó lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường nói. Đây là đệ nhất thanh vân bảng ở Nam Vực à, còn là tơ dôn giả cảnh ngũ phẩm, xem ra còn kém cả huyền giả tôn giả cảnh nhị phẩm của Trung Vực. Dứt lời, một trường đánh ra, không gian chung quanh Nguyên Triết vặn vẹo kịch liệt tê xê. Lập tức một đạo trưởng ấn trực tiếp xuyên thấu không gian, đánh vào trước ngực Nguyên Triết. Nguyên Triết hai mắt trợn lên, trực tiếp từ không trung rơi xuống đất, chết tới không thể chết thêm. Nhìn thấy Nguyên Triết bỏ mạng. Tỷ muội Tiểu Hồng ở bên cạnh lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ thiếu chút nữa thì 150 viên đá năng lượng cực phẩm đã là của bọn họ. Hai tỷ muội lạnh lùng nhìn thoáng qua người trung niên đã giết chết Nguyên Triết, sau đó thân hình khẽ run lên, biến mất tại chỗ. Dương Diệp nhận ra người trung niên này, là một trưởng lão của gia tộc An Nam Tĩnh, tên là An Cẩm Niên, cũng là một cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm, thực lực có thể nói là xếp trong ba hạng đầu trong cường giả tôn giả cảnh lần này tới đây. Không nói nhiều, Dương Diệp tay phải vung lên, 150 viên đá năng lượng cực phẩm bay đến tay An Cẩm Niên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nhìn thấy Dương Diệp sảng khoái như vậy, An Cẩm Niên trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười, trong lòng hảo cảm đối với Dương Diệp đề thăng không ít. Mọi người ở bên cạnh cũng vậy, bọn họ tới đây là vì đá năng lượng cực phẩm. Dương Diệp dứt khoát sảng khoái như vậy là không còn gì tốt hơn, mọi người có thể hợp tác một cách vui vẻ. Kỳ thật trong sân cũng có người từng động lòng tham, muốn đánh cướp Dương Diệp, nhưng đều chỉ nghĩ mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì có hai phương thế lực, bọn họ căn bản không thể đồng lòng hợp lực, đoàn kết nhất trí.
Bên nào động thủ thì rất có khả năng sẽ dẫn tới sự trả thù điên cuồng của Dương Diệp và bên còn lại. Còn nữa, An Nam Tĩnh, gia chủ tương lai dường như có quan hệ không tồi với đối phương, bọn họ tất nhiên không dám không cố kỵ suy nghĩ của An Nam Tĩnh. Tương tự, quan hệ của Dương Diệp và phu nhân của An gia cũng không kém, những sát thủ đó cũng rất cố kỵ điểm này. Cho nên hai bên chỉ có thể lựa chọn hợp tác tử tế với Dương Diệp. Kỳ thật, Dương Diệp lúc trước đáp ứng để những người này tới cũng đã nghĩ tới khả năng bọn họ rất có thể sẽ đánh cướp hắn. Có điều hắn vẫn để những người này tới, bởi vì hắn lúc này thật sự có rất ít sự giúp đỡ. Còn nữa, tuy thực lực của hắn không bằng những người này, nhưng không có nghĩa là hắn không có con bài chưa lật nào. Phải biết rằng trong cơ thể hắn có một kiếm linh cùng một con bạch long. Chỉ cần hắn liều mạng, muốn lưu lại tính mạng của những người này thì vẫn có thể. Có điều cũng may, cho tới bây giờ, hai bên hợp tác đều vô cùng vui vẻ, không có bất kỳ chuyện không hài hòa nào phát sinh. Dương Diệp đi tới hố sâu, nhìn thoáng qua thi thể của Nguyên Chiết, lập tức gật đầu hài lòng. An Cẩm Niên đó xuất thủ vừa đủ, chỉ khiến ngũ tạng lục phủ của đối phương vỡ nát và diệt sạch sinh cơ của đối phương, không tạo thành phá hoại có tính thực chất gì với thi thể của đối phương. Nói cách khác thì có thể chế tác Nguyên Chiết thành kiếm nô. Tay phải vung lên, thu thi thể của Nguyên Chiết vào trong vỏ kiếm cổ, Bảo Linh bắt đầu chế tác. Tung người nhảy lên, Dương Diệp rời khỏi hố to, về tới mặt đất thì thở khẽ một hơi rồi lập tức vung tay nói. Đi, vào Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu Hồng ở phía sau nói. Thập Vạn Đại Sơn này là cấm nhân loại tự tiện tiến vào, chúng ta tùy tiện xong vào chỉ sợ sẽ chọc giận vị thú hoàng kia. Cỗ thế lực Thập Vạn Đại Sơn này nàng ta vẫn không dám khinh thường, nơi đó có thể có một vị huyền thú hoàng cấp. Dương Diệp cười cười, nói. Không sao, cứ vào đi, ta vừa hay có việc muốn tìm vị thú hoàng này bàn bạc. Nói xong, thân hình khẽ động, lướt về phía xa. Đám người Tiểu Hồng do dự một thoáng rồi cũng vội vàng đi theo. Chấm chấm chấm. Kiếm Tông. Lúc này các đệ tử của Kiếm Tông toàn bộ đã tập hợp trên luyện võ trường. Trên không trung, Túy đạo nhân mặc áo bào trắng, đón gió mà đứng, bên hông đeo Tử Thanh kiếm. Ánh mắt của tất cả đệ tử Kiếm Tông đều tập trung trên người Túy đạo nhân, trong ánh mắt mọi người bao hàm vẻ kích động, lắng, thấp thỏm. Bởi vì, hôm nay chính là lúc Túy đạo nhân sấm thiên lộ. Thế nào là sấm thiên lộ? Kỳ thật đối với sấm thiên lộ, cho dù là bản thân Túy đạo nhân cũng không biết con đường này rốt cuộc là gì. Lão chỉ biết là phàm là cường giả hoàng giả cảnh thọ mệnh sắp tới điểm cuối đều sẽ lựa chọn sấm thiên lộ. Bởi vì, từng có một cường giả hoàng giả cảnh sắp vẫn lạc sau khi vượt qua được thiên lộ thì bước vào thánh giả cảnh. Trên thiên lộ rốt cuộc là gì thì không ai biết, bởi vì người biết không phải đã chết thì cũng chính là biến mất. Cho dù là tổ sư Kiếm Tông Tiêu Giao Tử năm đó cũng vậy. Nếu còn có khác biện pháp, Túy đạo nhân cũng không muốn xông vào thiên thiên thần bí này. Bởi vì lão không nắm chắc chút nào, nhưng biết làm sao được, nếu không sấm thiên lộ, cái chờ đợi lão chỉ có thọ nguyên hao hết, chết ở trên giường. Tu luyện một đời, đến loại tình trạng này này của lão sao cam tâm hóa thành bụi đất. Lão không có lựa chọn nào khác. Cách bên cạnh Túy đạo nhân vài chục trượng, Tô Mạc già thần sắc ngưng trọng, sâu trong mắt là vẻ lo lắng. Túy đạo nhân nếu vượt qua được thiên lộ, tấn thắng thánh giá cảnh, vậy toàn bộ Nam vực, bao gồm cả toàn bộ đại lục đều không phải là địch thủ của Kiếm Tông. Khi đó, Kiếm Tông sẽ tái hiện sự phồn thịnh năm đó. Ngược lại, nếu Túy đạo nhân thất bại, Kiếm Tông sẽ vạn kiếp bất phục, vạn kiếp bất phục một cách thật sự. Lần này, Túy đạo nhân có thành công hay không, không chỉ liên quan tới bản thân lão mà còn liên quan tới sự tồn vong của cả Kiếm Tông. Trên trời, ánh mắt Túy đạo nhân đột nhiên quét nhìn bốn phía, sau đó cười lạnh nói. Nguyên Thiên, Ngọc Linh Lung, Quỷ Vương, các ngươi đều nóng lòng vậy à? Không gian rung chuyển, lập tức, hai nam một nữ xuất hiện trên một đỉnh núi cao cách chủ phong của Ha Kiếm Tông ngoài nghìn trượng, từ xa nhìn Túy đạo nhân. Túy lão quỷ, tu hành ngàn năm không dễ, việc gì phải vội vã đi chịu chết như vậy? Ngươi nên biết rằng, nếu ngươi đi chết thì Kiếm Tông ngươi sẽ có kết cục gì? Người vừa lên tiếng là một trung niên thân trên để trần, cả người toàn là hình xăm màu đen. Người trung niên này chính là Tôn Xê Dê chủ của Quỷ Tông, xưng là Quỷ Vương, là tử địch với Kiếm Tông. Túy đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói. Cái này thì không nhọc Quỷ Vương ngươi bận tâm, chỉ là lão đạo không ngờ, Ngọc Tiên Tử, Nguyên Thiên,
các ngươi không ngờ thật sự hợp tác với Quỷ Tông. Quỷ Tông là mặt hàng gì, hai người các ngươi chắc phải hiểu rõ mới đúng, hợp tác với hắn, không nói tới là tự hủy thanh danh, kết quả còn có thể bị hắn bội bạc, điểm này chắc hai vị đã nghĩ tới rồi. Túy lão đạo, người đừng uổng phí tâm cơ nữa. Quỷ Vương cười hắc hắc, nói. Cho dù ngươi dẻo miệng tới mấy thì cũng không thay đổi được cục diện phải lẻ loi chống chọi của Kiếm Tông ở hiện giờ đâu. Vẫn là câu nói đó, ngươi nếu thất bại, cả Kiếm Tông chó gà không tha, không một ai được sống. Đương nhiên, ta cũng tin, nếu ngươi thành công, ba tông bọn ta nhất định sẽ bị ngươi tàn sát hết. Cho nên, rốt cuộc ai sống ai chết đều nằm trong tay Túy lão quỷ ngươi, ha ha. Túy đạo nhân lạnh lùng nhìn thoáng qua Quỷ Vương, sau đó ánh mắt hướng về phía Nguyên Thiên, Nguyên Thiên cười nhạt nói. Nếu Kiếm Tông nguyện ý trở thành phụ thuộc của Nguyên Môn ta, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tự mình hóa giải ân oán giữa tông trước kia. Đồng thời sẽ giúp Túy huynh ngươi sấm thiên lộ một lần. Ngươi thấy sao? Nghe thấy lời nói của Nguyên Thiên, Quỷ Vương biến sắc, ánh mắt trầm xuống, nhưng lại nói gì? Vớ vẩn! Ở bên cạnh, Tô Mạc Già cả giận nói. Trở thành phụ thuộc của Nguyên Môn ngươi, ta và Túy Sự Bá chẳng phải là sẽ trở thành tội nhân của Kiếm Tông sao? Ngày sau thân tử đạo tiêu rồi, còn mặt mũi nào mà gặp tông chủ Kiếm Tông các đời? Còn nữa, đầu hàng Nguyên Môn ngươi rồi, đệ tử Kiếm Tông ta ngày sau còn rút kiếm thế nào được? Nguyên Thiên, người tính toán hay nhỉ, muốn hủy đi căn bản của Kiếm Tông? Nguyên Thiên dường như sớm biết rằng sẽ như vậy, lập tức cười cười, sau đó không nói gì nữa. Lúc này, tất cả mọi người của Kiếm Tông đã cảm nhận được tình cảnh của Kiếm Tông lúc này. Bị ba tông vây công, nghĩ đến đây, đệ tử Kiếm Tông không kìm lòng được mà trở nên hoang mang. Thực lực của ba tông, mỗi một tông đều cao hơn Kiếm Tông, ba tông hợp lực vây công Kiếm Tông có thể cản được sao? Đáp án là không cản được. Không cản được thì cái chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Nghĩ vậy, có rất nhiều đệ tử của Kiếm Tông đã bắt đầu sao động. Có điều rất nhanh liền bị cao tầng của Kiếm Tông trấn áp. Lúc này, Kiếm Tông tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm nào. Túy đạo nhân dường như cũng biết điểm này, lập tức mặc kệ mấy người Nguyên Thiên. Sấm thiên lộ, ba người đó sẽ không ngăn cản lão, bởi vì ba người không dám. Lúc này mà ngăn cản lão thì sẽ phải đối mặt với sự trả thù cơ hồ là đồng quy vu tận của lão. Nếu lão xuất toàn lực, nắm chắc có thể lưu lại một trong ba người. Ba người Nguyên Thiên cũng biết điểm này, nên ba người không sẽ ra tay, ít nhất trước khi lão chưa xông qua được thiên lộ thì sẽ không động thủ. Cho dù ba người muốn động thủ, lão cũng có hậu chiêu, đại trận hộ tông của Kiếm Tông chính là tổ sư của Kiếm Tông năm đó tự mình bày bố, tuy không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó, nhưng muốn ngăn cản ba người một đoạn thời gian thì vẫn có thể. Nói tóm lại, sự tồn vong của Kiếm Tông vẫn phải trông vào lão có thành công hay không. Thời gian trôi qua từng chút, rất nhanh đã đến chính ngọ. Trên không trung, Túy đạo nhân chậm rãi mở mắt, lúc này lão đã điều chỉnh trạng thái của bản thân tới mức tốt nhất, nói cách khác là có thể bắt đầu rồi. Tay phải khẽ động, Tử Thanh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu tím xanh bay vút lên trời, kiếm quang như cột, cắm thẳng lên trời, trong chớp mắt đã chui vào phía chân trời. Lập tức không gian trên trời chấn động kịch liệt, ngay sau đó, chân trời giống như bị người ta bổ ra vậy. Lộ ra một cái khe cực lớn. Ngay sau đó, một con đường lớn màu sắc rực rỡ từ trong cái khe tối đen đó từ từ kéo dài, chưa tới một lúc đã từ chân trời kéo dài đến trước mặt Túy đạo nhân. Túy đạo nhân hít sâu một hơi, sau đó thì trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người bước lên con đường màu sắc rực rỡ đó. Vừa bước lên đó, phong vân ở chân trời biến hóa, lúc trước còn là mặt trời chói chang, nháy mắt đã biến thành mây đen dày đặc, ngay sau đó, một tia chớp màu đen to gần nghìn trượng đột nhiên xé mở tầng mây, từ trong tầng mây đó bắn về phía Túy đạo nhân. Tia chớp màu đen cực kỳ khủng bố, đi qua đâu là không gian vỡ vụn ra từng tấc đến đó. Khe hở không gian tối đen để lộ ra con đường, bên trong ẩn chứa thiên địa chỉ uy, khiến đệ tử Kiếm Tông thực lực hơi yếu trực tiếp bò cả xuống đất, run rẩy kịch liệt. Phía dưới, các đệ tử của Kiếm Tông kinh hãi nhìn tia chớp màu đen này nếu giáng xuống Kiếm Tông, chỉ sợ Kiếm Tông trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Nhìn tia chớp cực lớn đó, trong mắt Túy đạo nhân hiện lên một tia ngưng trọng, tay cầm Tử Thanh kiếm đột nhiên bổ về phía tia chớp màu đen. Lập tức, một luồng kiếm khí trượng mấy trăm trượng, rộng hơn 100 trượng xẹt qua chân trời, bắn về phía tia chớp màu đen.
Một tiếng nổ vang trời vang vọng trên không kiếm tông, tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, tia chớp màu đen nổ óe lên trong kiếm khí, dùng tốc độ lấy mắt thường không thể nhìn thấy bắn nhanh về phía Túy đạo nhân. Túy đạo nhân biến sắc, lão rốt cuộc vẫn coi thường sự khủng bố của thiên lộ này, lập tức không dám nghĩ nhiều, tay cầm tử thanh ký tếm vung nhanh, vô số đạo kiếm khí như thủy triều ập về phía tia chớp màu đen. Rầm rầm rầm, chân trời lại rung chuyển kịch liệt, vô số luồng điện màu đen cùng với kiếm xê khí bắn ra bốn phía, rơi xuống phía dưới. Ở bên cạnh, Mạc Già biến sắc, đang chuẩn bị động thủ thì Túy đạo nhân lại rút kiếm ra chém một phát. Lập tức, vô số đạo kiếm quang bắn ra, đánh tan tất cả kiếm khí và luồng điện. Nhìn thấy một màn này, mọi người của kiếm tông ở bên dưới lập tức phát ra những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Ngay cả Tô Mạc Già cũng nở nụ cười. Xem ra, sấm thiên lộ lần này, Túy sư bá vẫn có một chút nắm chắc. Mọi người không biết, vẻ ngưng trọng trong mắt Túy đạo nhân đang ở trên không trung không hề giảm mà ngược lại còn gia tăng thêm nhiều. Chỉ vừa thử lão đã biết, lão đã vô cùng xem nhẹ sự khủng bố của thiên lộ này, đối mặt với công kích tiếp theo của thiên lộ, lòng tin của lão đã bắt đầu dao động. Ngoài nghìn trượng, sắc mặt của quỷ vương trầm xuống, thực lực của Túy đạo nhân này có chút nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Nếu đối phương thật sự xông qua được thiên lộ, vậy quỷ tông chẳng phải là sẽ bị diệt trong khoảnh khắc sao? Nghĩ vậy, quỷ vương đang muốn động thủ thì Nguyên Thiên lại ngăn cản. Đừng nóng vội, sấm thiên lộ phải qua 9 cửa, hắn hiện tại mới qua được một cửa mà thôi. Ta đoán rằng, với thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ qua được 2 cửa. Sau 2 cửa, hắn nếu không có con bài chưa lật khác thì sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nguyên Thiên lạnh lùng nói. Nghe vậy quỷ vương do dự một thoáng, sau đó từ bỏ xuất thủ, ánh mắt nhìn về phía Túy đạo nhân. Trên không trung, Túy đạo nhân khựng tại chỗ một hồi rồi lập tức lại sải bước, một bước chính là nghìn trượng. Mà đúng lúc này, cái khe đen xì ở chân trời đột nhiên trào ra vô số khí thể màu đen, ngay sau đó, một ngón tay màu đen lớn tới mấy trăm trượng từ trong khe chiếu ra, bắn về phía Túy đạo nhân. Vào một khắc ngón tay màu đen cực lớn xuất hiện, thiên địa biến sắc. Những ngọn núi ở chung quanh chủ phong của kiếm tông dưới khí áp của ngón tay khổng lồ này lập tức biến thành bình địa, đồng thời mặt đất ầm ầm sụp xuống. Nhìn thấy một màn này, nụ cười vừa nở trên mặt của người kiếm tông lúc trước triệt để cứng lại, có chút đờ đẫn nhìn ngón tay này. Ngón tay này rốt cuộc là của ai? Vì sao có uy lực khủng bố như vậy? Thần thủ hộ của kiếm tông có thể chống đỡ được không? Lúc này, trong lòng mọi người của kiếm tông không khỏi hiện lên suy nghĩ này. Thần sắc của Tô Mạc Già lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, nếu không phải kiếm tông có đại trận và lực lượng pháp tắc thủ hộ, lúc trước chủ phong của kiếm tông cùng với toàn bộ đệ tử kiếm tông chỉ sợ đã chết dưới ngón tay này rồi. Uy lực khủng bố trong ngón tay đó khiến ngay cả hắn cũng tim đập rất nhanh, thật sự là quá mức khủng bố. Xa xa, sắc mặt của đám người Nguyên Thiên vô cùng ngưng trọng. Sấm thiên lộ, con đường này bọn họ về sau cũng phải bước qua. Hôm nay tới đây. Không hoàn toàn là vì diệt kiếm tông, còn có một nguyên nhân, đó chính là bọn họ cũng muốn nhìn thấy sự khủng bố của thiên lộ. Hiện tại thấy rồi, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Một kích này rất mạnh, mạnh đến mức khiến họ cũng không thể nắm chắc là có thể đỡ được. Có điều ba người lúc này nháy mặt lộ ra vẻ mặt hả hê, bởi vì người phải đối mặt với một kích này là Túy đạo nhân. Trên không trung, thần sắc của Túy đạo nhân cực kỳ ngưng trọng, bất kể là như thế nào. Một kích này lão cũng phải tiếp. Không tiếp được thì không chỉ có lão chết, mà còn cả các đệ tử kiếm tông ở phía sau nữa. Keng! Tử thanh kiếm phóng lên cao. Đệ tử kiếm tông nghe lệnh, giúp ta một tay. Nghe vậy, đệ tử kiếm tông ở bên dưới không dám do dự, dưới sự dẫn dắt của Tô Mạc Già và thái thiếu trưởng lão của kiếm tông, tất cả đều tế ra huyền kiếm, lập tức mấy vạn thanh huyền kiếm hợp làm một, bắn nhanh về phía ngón tay đen khổng lồ đó. Dưới loại tình huống này, người của kiếm tông đương nhiên không dám có chút hời chợt, tất cả đều dùng toàn lực. Một kích do mấy vạn đệ tử hợp lực, uy lực của nó tất nhiên không kém, cự kiếm tạo thành từ mấy vạn huyền kiếm giống như ngay cả trời cũng có thể xuyên thủng, hung hăng đánh tới ngón tay đen khổng lồ ở chân trời. Theo sau đó là một đạo kiếm quang chói mắt rộng tới mấy trăm trượng, kiếm quang che khuất cả nửa chân trời. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang trời, chân trời giống như muốn vỡ tan. Không gian chấn động kịch liệt, vô số kiếm khí, hắc khí, khuếch tán ra bốn phía, khi rơi xuống mặt đất phía dưới thì mặt đất lập tức bị khoét ra những lỗ lớn đen xì sâu không thấy đáy.
Một kích toàn lực của đệ tử kiếm tông hợp lại đã đánh nát ngón tay màu đen khổng lồ, vô số đệ tử kiếm tông lại mỉm cười, theo bọn họ, thế là thành công rồi. Nhưng bọn họ không phát hiện, Túy đạo nhân ở trên. Không, lúc này sắc mặt đã trắng bệch, tử thanh kiếm trong tay đã xuất hiện những vết nứt, giống như tùy thời sẽ nứt toác. Thiên lộ, tổng cộng phải chịu 9 đòn, mà hiện tại lão mới chịu được 2 đòn. Nói cách khác tiếp theo còn tới 7 đòn nữa. Mà lúc này lão cơ hồ đã sử dụng toàn lực, 7 đòn sau phải đỡ thế nào đây? Năm đó tổ sư từng một mình một kiếm, đánh qua thiên lý này một lượt, đó là loại thực lực gì? Lắc đầu, Túy đạo nhân rút kiếm bước một bước về phía trước, một bước chính là nghìn trượng, đi vào trong mây. Bất kể là như thế nào lúc này lão đã không còn đường lui, không thành công thì cũng phải thành nhân. Chân trời, khe lớn màu đen từ từ mở rộng, vô số hắc khí khiến người ta khiếp sợ từ bên trong trào ra, hắc khí đi qua đâu là không gian chỗ đó không ngờ trực tiếp sụp đổ, có điều lại được lực lượng pháp tắc của thiên địa nhanh chóng chữa trị, chỉ là sau khi chữa trị thì không gian lại sụp xuống, cứ tuần hoàn như vậy. Lần này, bên trong khe đen không phát động công kích, mà là từ từ mở rộng, giống như là có gì đó sắp đi ra vậy. Nhìn thấy vẫn chưa kết thúc, tất cả đệ tử kiếm tông phía dưới tim như thắt lại. Ở một chỗ nào đó, Tô Thanh thì cũng nhíu mày. Nàng ta đương nhiên biết nếu Túy đạo nhân không thành công, kiếm tông sẽ gặp phải tình cảnh gì. Nói là vạn kiếp bất phục cũng không quá. Tuy phụ thân của nàng ta cũng là cường giả hoàng giả cảnh, nhưng chỉ là nhất phẩm, căn bản không thể chống lại đám người nguyên thiên. Kiếm tông thật sự cứ như vậy kết thúc sao? Đột nhiên, không gian trước mặt Tô Thanh thì vặn vẹo, lập tức Mạc Già xuất hiện ở trước mặt Tô Thanh Thi. Thanh Thi, người hãy rời đi từ mật đạo của kiếm tông, sau khi rời khỏi đây thì rời xa Nam Vực, đừng ở đây nữa. Trên mặt Tô Mạc Già là vẻ buồn bã không nói nên lời, trong mắt thì tràn ngập vẻ âm trầm. Thật sự không có một chút cơ hội nào sao? Tô Thanh Thi hỏi khẽ. Tô Mạc Già lắc đầu, nói. Ta và Sự Bá đều coi thường thiên lộ này, trừ khi Sự Bá đạt tới hoàng giả cảnh đỉnh phong. Có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng Sự Bá chỉ là hoàng giả cảnh tứ phẩm, cho dù mượn dùng đạo khí cùng với lực lượng của toàn tông thì cũng không thể chống lại được sự của khủng bố thiên lộ. Ta và các vị trưởng tao đã âm thầm đưa một số đệ tử có thiên phú ra khỏi kiếm tông, Thanh Thi ngươi cũng đi đi, trong mấy trăm năm đừng nghĩ tới việc báo thù cho kiếm tông, hãy hưu tại mồi lửa cho kiếm tông là được rồi. Ta không đi. Tô Thanh Thi nói khẽ. Kiếm tông hiện giờ chính là lúc cần nhân thủ. Ta há có thể bỏ đi. Còn nữa, chúng ta có đại trận hộ tông mà tổ sư năm đó lưu lại, chưa chắc đã không cản được đám người nguyên môn. Đứa nhỏ là của Dương Diệp à? Tô Mạc Già đột nhiên nói. Sắc mặt Tô Thanh thì lập tức có chút mất tự nhiên, có điều lại không chút do dự gật đầu. Tô Mạc Già khẽ thở dài, nói. Thằng nhóc đó có thiên phú kiếm đạo tuyệt hảo, chỉ là tính cách hơi có chút cực đoan, hành sự tàn nhẫn lại không để ý tới hậu quả. Người đi theo hắn ta cũng không biết là họa hay là phúc. Được rồi, người đi đi lát nữa có muốn đi cũng không được đâu. Đừng bướng bỉnh, hãy vì đứa con trong bụng ngươi. Tô Thanh thì vẫn lắc đầu, nói. Hắn từng nói sẽ tới kiếm tông đón ta, nếu trong lòng hắn có, bất kể là như thế nào hắn cũng sẽ tới. Nếu không, ta đi tìm hắn có ý nghĩa gì? Ta nhận được tin tức, hắn đã về Nam Vực, có điều... Nguyên môn Quỷ Tông và cả Bách Hoa Cung đã phải cường giả đi chặn giết hắn rồi. Tô Mạc Già đột nhiên nói. Sở dĩ lúc trước không nói với người, là không muốn người bị cuốn vào trong ân oán giữa hắn cùng với Bách Hoa Cung và Nguyên môn, có điều hai úc này chúng ta không muốn thì cũng bị cuốn vào rồi. Tô Thanh thì nhíu mày, nhưng vẫn lắc đầu, tỏ ý sẽ không đi. Ngươi hiện giờ chỉ thiếu một bước thôi là đạt tới tôn giả cảnh. Tuy chưa đạt tới tôn giả cảnh nhưng thực lực so với cường giả tôn giả cảnh bình thường thì cũng không hề kém cạnh. Đi giúp hắn đi, không được sao? Tô Mạc Già nói. Hắn sẽ bình an trở lại Nam Vực, từ trước tới giờ các ngươi luôn xem thường hắn. Tô Thanh Thi nói. Tô Mạc Già khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại đã không còn nhiều hứng thú với Dương Diệp. Hiện tại là lúc tồn vong của kiếm tông tồn tại. Nam Vực vạn năm, nếu bị diệt trong tay hắn. Vậy Tô Mạc Già hắn thật sự sẽ trở thành tội nhân của kiếm tông. Cho nên, cho dù đánh không lại ba tông bọn nguyên môn thì hắn cũng phải liều mạng thử một lần. Về phần Tô Thanh Thi, thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn tự sẽ có biện pháp đưa nàng ta đi. Đúng lúc này, khe tối ở chân trời đã mở rộng ra gần mấy trăm trượng,
nhìn từ bên dưới thì giống như trời bị xé ra một lỗ hổng cực lớn vậy, để lộ ra màu đen vô tận bên trong, khiến cho người ta nhìn thấy mà sợ. Đột nhiên một ngón tay so với lúc trước còn lớn hơn từ trong khe tối chậm rãi thò ra, sau khi ngón tay thò ra được một nửa thì lại có một ngón nữa đi sát theo, mà ngón tay phía sau thì ngắn hơn ngón phía trước, giống như là ngón áp út và ngón trỏ trên tay người vậy. Sau khi hai ngón tay xuất hiện, trừ chủ phong của kiếm tông ra, những ngọn núi chung quanh đã đổ sập hết, luồng không khí cường đại đã để cho không gian trên thiên không trở nên vặn vẹo. Mà vòng bảo hộ màu vàng trên chủ phong của kiếm tông, dưới khí áp này đang từ từ lõm xuống, giống như tùy thời sẽ vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, đệ tử kiếm tông trong lòng hoảng sợ. Ngón tay khổng lồ này rốt cuộc là gì vậy? Không ngờ lại khủng bố như vậy. Thần thủ hộ của kiếm tông có thể ngăn cản được không? Xa xa, sắc mặt của đám người Nguyên Thiên lúc này cũng vô cùng ngưng trọng. Này ngón tay khổng lồ này khiến cho họ tim đập thình thịch, lực lượng bên trong nó cho dù là bọn họ cũng không nhất định có thể tiếp được. Trước kia bọn họ đối với sấm thiên lộ ít nhiều còn có chút nắm chắc, nhưng hiện tại sau khi nhìn thấy một màn này thì một chút tự tin trong lòng đều bay sạch. Với thực lực của bọn họ lúc này, đi sấm thiên lộ thì hẳn phải chết không nghi ngờ gì nữa. Trừ khi đạt tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, có lẽ còn có thể thử một lần. Trên tầng mây, nhìn hai ngón tay từ từ hạ xuống, tay phải của Túy đạo nhân từ từ siết chặt, huyền khí trong cơ thể như thủy triều trào ra, Tử Thanh kiếm rung động kịch liệt, phát ra từng đạo kiếm quang. Đột nhiên, tốc độ hạ xuống của ngón tay trở nên nhanh hơn, trong chớp mắt đã đi tới cách đỉnh đầu Túy đạo nhân trăm trượng. Con người Túy đạo nhân co rút lại, cầm Tử Thanh kiếm đột nhiên bổ lên trên. Trong nháy mắt, gần vạn đạo kiếm quang từ đỉnh Tử Thanh kiếm bắn ra, vào lúc này, kiếm quang đã che khuất toàn bộ chân trời, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị che lấp. Ầm một tiếng, ngón tay khổng lồ màu đen nháy mắt đã phá tan kiếm quang đầy trời, sau đó tốc độ không giảm, nháy mắt giã đánh lên người Túy đạo nhân. Lập tức, Túy đạo nhân trực tiếp từ trên tầng mây rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, đệ tử kiếm tông ở bên dưới ngây ra như phỗng. Cứ như vậy mà chết sao? Thần thủ hộ của kiếm tông cứ như vậy mà chết sao? Thời khắc này, các đệ tử của kiếm tông giống như mất đi hồn phách, hai mắt vô thần, có chút đờ đẫn nhìn Túy đạo nhân từ trên không trung rơi xuống. Một kích đánh ngã Túy đạo nhân, ngón tay đen đó lập tức rút về trong khe tối, sau đó khe đóng lại, chân trời khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì. Đương nhiên, con đường màu sắc rực rỡ đó cũng theo khe tối đóng lại mà tiêu tán trong không trung. Cứ như vậy mà chết sao? Tô Mạc Già cũng có chút đờ đẫn nhìn thi thể của Túy đạo nhân đang chậm rãi rơi xuống ở chân trời, ánh mắt thất thần. Có Túy đạo nhân ở đây, bất kể là Quỷ Tông hay là Nguyên Môn đều không dám quá mức cản rỡ, cho dù chèn ép kiếm tông thì cũng chỉ có thể chèn ép một cách âm thầm. Mà hiện tại, Túy đạo nhân đã chết, mấy tông môn này còn cần phải bận tâm nữa sao? Ngay khi thi thể của Túy đạo nhân sắp rơi vào kiếm tông thì một luồng sáng lóe lên trên không trung, thi thể của Túy đạo nhân lập tức biến mất. Đó là gì vậy? Quỷ Vương trầm giọng hỏi, luồng ánh sáng đó bọn họ vẫn thấy, chỉ là tốc độ quá nhanh, bọn họ không thấy rõ. Nghe đồn cường giả sấm thiên lộ mà chết đều sẽ bị một cường giả mang đi, giữ lại ba hồn sáu phách của bọn họ, để cho bọn họ chuyển thế trùng sinh, chắc người vừa xuất thủ chính là vị cường giả thần bí đó. Nguyên Thiên trầm giọng nói, lúc trước chính là người này xuất thủ, bảo lưu ba hồn sáu phách của Túy đạo nhân, đồng thời ngăn cản dư âm của ngón tay khổng lồ đó. Nếu không Túy đạo nhân có thể đã tan xương nát thịt, hồn phi phách tán rồi. Ở bên cạnh, Ngọc Linh Lung trầm giọng nói. Quỷ Vương cười lạnh, không bận tâm tới những vật này nữa, chỉ cần Túy đạo nhân đó thật sự đã chết là được. Quỷ Tông và Kiếm Tông có huyết hải thâm cừu nhiều năm như vậy, cuối cùng đã có thể chấm dứt một cách triệt để rồi. Quỷ Tông tuyên chiến với Kiếm Tông nếu hàng sẽ có cơ hội sống sót, bằng không thì toàn tông chó gà không tha. Nguyên Môn tuyên chiến với Kiếm Tông. Bách Hoa Cung tuyên chiến với Kiếm Tông. Khi người của Kiếm Tông vẫn đang đờ đẫn thì ba giọng nói đột nhiên vang vọng trên không Kiếm Tông, khiến người của Kiếm Tông sắc mặt càng trắng bệch. Đúng là họa vô đơn chí. Theo sự tuyên chiến của ba người Nguyên Thiên, vô số cường giả của ba tông Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Quỷ Tông lập tức đều từ tông môn của mình nhanh chóng lao về phía Kiếm Tông. Không đến hai canh giờ, ngoài chủ phong của Kiếm Tông tụ tập các đệ tử xuất sắc nhất của ba tông. Tô Mạc Già, hàng hay không hàng,
thanh âm của Nguyên Thiên giống như tiếng sấm vang lên bên tai người của Kiếm Tông. Hàng ư? Kiếm Tông đương nhiên sẽ không hàng, tuy Kiếm Tông suy vong, hiện tại lại gặp đại biến, thực lực tông môn suy yếu. Nhưng muốn bọn họ làm nô lệ của ba tông, để ba tông sai khiến, đó là chuyện tuyệt đối không thế. Đệ tử Kiếm Tông nghe lệnh, mở đại trận hộ tông. Theo một tiếng quát của Tô Mạc Già, vô số đệ tử Kiếm Tông lập tức tỉnh táo lại, không do dự, tất cả đều hướng huyền khí của bản thân vào đại trận hộ tông, theo huyền khí của mọi người không ngừng chút vào, lồng ánh sáng năng lượng màu vàng cực lớn trên không của Kiếm Tông lập tức sáng lên, vô số đạo kiếm quang màu vàng từ bên trong lồng ánh sáng năng lượng màu vàng bắn nhanh về phía đệ tử của ba tông. Nguyên Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, vô số ánh sáng trắng bay ra, nháy mắt đã đánh tan gần một nửa kiếm quang màu vàng. Mà Quỷ Vương và Ngọc Linh Lung ở bên cạnh cũng vội vàng xuất thủ, dưới sự liên thủ của ba người, vô số đạo kiếm quang màu vàng lập tức tan thành mây khói. Tấn công! Theo tiếng ra lệnh một tiếng của Nguyên Thiên, đệ tử Nguyên Môn ở phía sau lập tức bay vút về phía chủ phong của Kiếm Tông, huyền giả của Quỷ Tông và Bách Hoa Cung cũng theo sát đằng sau. Trong nháy mắt, đại chiến nổ ra. Tứ đại tông môn đại chiến, không nghi ngờ gì nữa là chấn động toàn bộ Nam Vực. Tứ đại tông môn rắc rối phức tạp, ở thế tục cũng có thế gia phụ thuộc, đại chiến giữa tông môn, những thế gia này đương nhiên cũng sẽ động thủ. Rất nhanh, giữa rất nhiều thế gia bên trong đế quốc Đại Tần bắt đầu cấu xé lẫn nhau, trong một đêm kiểu thế này, một gia tộc biến mất, hoặc là chuyện diệt môn sẽ thường xuyên xuất hiện trong đế quốc Đại Tần. Khiến người ta tò mò và nghi hoặc là đế quốc Đại Tần không ngờ chẳng quan tâm, để mặc cho những thế gia hào môn này tàn sát lẫn nhau. Rất nhanh, cảnh nội đế quốc Đại Tần cũng bắt đầu hỗn loạn. Thập Vạn Đại Sơn. Sau khi nhận được tin tức của Nam Vực Trương Liễu truyền về, Dương Diệp nhíu mày rất lâu. Ba đại tông môn vây công Kiếm Tông, hắn đương nhiên không lo lắng cho Kiếm Tông, thậm chí chỉ mong Kiếm Tông trực tiếp bị tiêu diệt. Chỉ là Tô Thanh Thi vẫn đang ở Kiếm Tông. Điều này khiến cho hắn không thể không lo lắng và khẩn trương, thậm chí có suy nghĩ muốn lập tức về Nam Vực. Chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc, lúc này về Nam Vực căn bản là không giải quyết được gì. Bởi vì hắn vẫn còn một chuyện cuối cùng chưa làm xong. Và lại, căn cứ vào tin tức Trương Liễu truyền về cho thấy, tuy Kiếm Tông bị ba đại tông môn vây công, nhưng nhờ vào đại trận hộ tông, khiến cho ba tông tấn công rất lâu vẫn không hạ được. Hình thành cục diện rằng co hiện tại, điều này khiến cho Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm. Có điều lúc này trong lòng Dương Diệp vẫn rất nghi hoặc và khó hiểu, lúc ban đầu, khi biết được Thủy Hoàng triệu hồi binh tướng tinh nhuệ từ Cửu Châu về Đế Đô, hắn vốn cho rằng Thủy Hoàng triệu hồi Cửu Đại Vương Hầu cùng binh tướng tinh nhuệ của Cửu Châu là để khống chế loại cục diện hiện tại, dù sao trong cảnh nội đế quốc Đại Tần có rất nhiều thế gia phụ thuộc của các tông môn, đây là điều mọi người đều biết. Nhưng hiện tại xem ra, đế quốc Đại Tần giống như không phải vì chuyện này. Nếu không vì nguyên nhân này, vậy đế quốc Đại Tần triệu hồi nhiều tinh nhuệ như vậy về Đế Đô là để làm gì? Chẳng lẽ là để đối phó với lục đại tông môn? Quả thực là có khả năng này, dù sao ở Nam Vực, tuy đế quốc Đại Tần là bá chủ một phương, nắm trong tay chín châu lớn, vô số thành thị của Nam Vực, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng sáu đại tông môn lại nằm ngoài pháp luật, không chịu chế ước của đế quốc Đại Tần. Hơn nữa hàng năm đều tranh đoạt nhân lực và tài nguyên với Đại Tần. Đặc biệt là Nguyên Môn, cho dù là đế quốc Đại Tần cũng kiêng kỵ tông môn này không thôi. Mà hiện giờ, bốn tông đại chiến, đây chẳng phải vừa hay cho đế quốc Đại Tần cơ hội à? Chỉ là đạo lý này đám người của Nguyên Môn chắc cũng hiểu mới đúng, nếu đã biết thì vì sao vẫn xuất thủ với Kiếm Tông? Đế quốc Đại Tần và các thế lực như Nguyên Môn rốt cuộc là muốn làm gì? Suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn nghĩ không thông, Dương Diệp dứt khoát không nghĩ nữa. Việc cấp bách hiện tại là phải đi gặp Thú Hoàng, sau đó chạy về Nam Vực. Phải biết rằng, lúc này ở Nam Vực có hai người chí thân của hắn đang chờ hắn về giải cứu. Lập tức về Nam Vực, tiếp tục chú ý chặt chẽ các thế lực lớn, có tin tức quan trọng thì dùng truyền âm phù truyền tống. Dương Diệp trầm ngâm một thoáng, giống như là nghĩ tới gì đó, nói. Đúng rồi. Dẫn những người đó tới gặp ta. Ngay khi hắn vừa tiến vào Thập Vạn Đại Sơn thì nhận được thuyền âm phù của Tần Tịch Nguyệt. Tần Tịch Nguyệt nói đã gửi một đám sát thủ tới Thập Vạn Đại Sơn, tùy thời nghe theo sự điều khiển của hắn. Điều này khiến Dương Diệp hơi có chút bất ngờ. Hắn không ngờ, Tần Tịch Nguyệt lại trong thời gian ngắn như vậy đã bồi dưỡng ra một nhóm người. Đối với điều này, trừ có chút bất ngờ ra thì phần lớn gà kỳ vọng.
Dù sao có thể vượt qua thập vạn đại sơn mênh mông, người đến được đây chắc cũng không phải là dạng yếu kém. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Liễu, khoảng hơn 100 người đi tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn lướt qua những người này rồi lắc đầu, sau đó thì đi sang một bên, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Bởi vì những người này đối với nàng ta mà nói, thật sự là quá yếu. Mà Dương Diệp thì mắt lại sáng lên, bởi vì trong những người này, linh giả cảnh có chừng hơn 30 người, còn lại thì đều là vương giả cảnh thất phẩm đến cửu phẩm. Tuy những huyền giả linh giả cảnh này phần lớn đều chỉ là nhất phẩm, cao nhất cũng chỉ là nhịn phẩm, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, thế này đã là rất tốt rồi. Dù sao thời gian quá ngắn, có thể có nhiều linh giả cảnh và vương giả cảnh như vậy thật sự đã là rất không tồi. Dương Diệp quan sát những người này cũng đang quan sát Dương Diệp. Đối với các chủ trong truyền thuyết, bọn họ cũng rất tò mò và mong đợi. Chỉ là Dương Diệp nhìn thấy Dương Diệp, những người này lại thất vọng. Dương Diệp mới là linh giả cảnh nhất phẩm, loại thực lực này, ở chỗ họ có cả lố. Ai là đầu lĩnh của các ngươi? Dương Diệp hỏi. Mọi người nhìn về phía một nam tử cầm đầu, nam tử này ước chừng khoảng hơn 20 tuổi, là linh giả cảnh nhị phẩm số lượng ít ỏi trong nhóm người này. Nam tử đứng đối diện với Dương Diệp, trong mắt không hề có vẻ tôn kính, sâu trong mắt lại là một tia khinh thường, nói. Vốn là A Nô tỷ, có điều nàng ta gặp một số chuyện, phải lát nữa mới đến, cho nên hiện tại ta là đầu lĩnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.